Những kiến thức thú vị có thể bạn chưa biết. Bạn có biết rằng có những công ty mai táng biến xác người thành những dãy san hô không? Vào năm 1992, một công ty mai táng của Mỹ phối hợp với một công ty chuyên làm san hô nhân tạo phát động phong trào Green Burial, mai táng xanh. Đây là một phong trào giúp cải thiện hệ sinh thái dưới biển. Sau khi hỏa thiêu thì tro cốt sẽ được trộn với xi măng để tạo ra những quả bóng tròn như này và được gửi xuống đáy biển. Sau một thời gian, san hô sẽ bám vào những quả tro cốt này mà sống và tạo ra những dãy san hô như thế này. Dịch vụ mai táng này nghe có vẻ lạ nhưng tính tới thì hiện tại đã có hơn 200.000 reef balls, là những quả san hô có chứa tro cốt của con người. Những điều thú vị của thời bạn chưa biết. Rapper này có tên Dr. Creep và là người dự đoán đại dịch Corona. Vào năm 2013, anh viết một bài hát có tên Pandemic. Nghe cái tên là đã thấy ớn rồi. Và ớn hơn nữa là lời bài hát. Các bạn cùng lắng nghe nha. Giữa các tin đồn rằng có phải là một nhà tiên tri hoặc là một người tới từ tương lai hay không, thì chàng rapper này nhanh chóng lên các mạng xã hội của mình để dập tan tin đồn ngay lập tức. Anh nói rằng việc lời bài hát của mình có liên quan tới đại dịch hiện tại chỉ là một sự ngẫu nhiên. Nhưng đồng thời trong lời biện minh của anh thì anh cũng nói úp úp mở mở về việc mình tin rằng những sự kiện để xảy ra là có người sắp xếp. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ rằng lời bài hát của chàng rapper này dự đoán về đại dịch có phải là ngẫu nhiên hay không? Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Người đàn ông này đạt kỷ lục ở lâu nhất trong căn phòng yên lặng nhất thế giới. Căn phòng này nằm ở London và nếu bạn ở trong căn phòng này quá 60 phút thì sẽ có khả năng bạn hóa điên. Vài phút đầu thì có vẻ như mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ sau 5 phút thì anh bắt đầu nghe được tiếng máu huyết lưu thông trong lỗ tai của mình. Sau 11 phút thì anh cảm thấy đầu mình nặng và mắt ói. Sau 19 phút thì tâm trí của anh ta bắt đầu hỗn loạn như bạn thấy ở thần thái của anh ta trên đây. Gần tới phút 30 thì anh nghe thấy âm thanh ở dưới lòng đất mặc dù căn phòng cách âm. Tới phút 25 thì anh thấy thời gian trôi qua cực nhanh và cực chậm. Tới phút 47 thì hầu như anh mất khái niệm về thời gian, không làm được những phép toán cơ bản và cảm giác khó nói chuyện. Và sau một tiếng anh trở nên điên loạn, thấy nhiều thứ xung quanh mình di chuyển mặc dù trong phòng chỉ có một mình anh. Anh miêu tả rằng mình cảm thấy sợ hãi, muốn khóc và vô tình thấy được một sinh vật đang nhìn lườm lườm vào mắt mình. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết, phiên bản Olympic. Thế vận hội Olympic được tổ chức lần đầu tiên ở Hy Lạp cổ đại vào năm 776 trước công nguyên và bị dẹp vào năm 393 sau công nguyên. Và chúng ta phải mất 1503 năm để thống nhất ý kiến và quyết định tổ chức lại Thế vận hội này vào năm 1896. Vào thời Hy Lạp cổ đại, có một số môn thể thao khi thi đấu vận động viên sẽ không mặc quần áo. Sự lõa lộ không mặc đồ này của các vận động viên là biểu tượng của sự dũng cảm, gan dạ, không sợ và quyền lực. Bạn có biết rằng Tarzan đã từng tham gia Thế vận hội Olympics không? Đây là diễn viên người Mỹ Johnny Weissmuller và ông đóng vai Tarzan trong 12 bộ phim. Trước khi là diễn viên thì ông là vận động viên Olympic và ông đã thắng 5 huy chương vàng trong môn bơi lội. Nhắc về huy chương vàng thì bạn có biết rằng huy chương vàng của Olympic không thực sự làm từ vàng không? Sau năm 1912 thì huy chương vàng của Olympic hết được làm từ vàng nguyên chất mà làm bằng bạc mạ vàng. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta thiếu oxy trong 5 giây? Con người có thể nín thở hơn 5 giây nhưng trái đất thì không. Tất cả các tòa nhà làm từ bê tông sẽ đổ vỡ vì oxy đóng vai trò quan trọng trong việc kết dính chất liệu bê tông. Kim loại khi tiếp xúc với nhau sẽ tự hàn dính lại vì lớp vỏ ngoài cùng của chúng luôn được bao phủ với một lớp oxy hóa. Không có oxy hóa thì lớp ngăn cách này sẽ không còn tồn tại. Ai ra ngoài đường sẽ bị cháy nắng vì các phân tử oxy đóng vai trò che chắn tia cực tím UV ở trong tầng ozone sẽ không còn nữa. Không có oxy, bạn sẽ mất đi tầng ozone là lá chắn bảo vệ bạn trước các tia độc hại đó. Và đáng sợ nhất là bề mặt trái đất sẽ vỡ vụn ra, nứt nẻ tạo thành những cái hố sâu và bạn sẽ bị rơi xuống đó. Đơn giản vì oxy cũng chiếm khoảng 45% thành phần trong lớp vỏ của trái đất. Lúc đó tất cả chúng ta sẽ rơi tự do xuyên qua cả bề mặt của trái đất. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Nhiều người đang hoảng sợ vì đại dịch tiếp theo có thể do những con virus cổ đại trong những tảng băng gây ra. Tại sao những con virus này có thể sống lâu trong điều kiện khắc nghiệt như vậy? Bởi vì cơ bản chúng không có sự sống. Virus là một loại ký sinh trùng nhỏ không thể tự sinh sản. Chúng sẽ luôn tồn tại và tìm các vật chủ có sự sống như động vật để ăn nhờ ở đậu. Bởi vậy có một số loại virus có thể bị đóng băng hàng trăm, nghìn hoặc triệu năm, rồi khi băng tan chúng sẽ tiếp tục tìm vật chủ để lây nhiễm. Vào năm 2014, các nhà khoa học phát hiện một loại virus khổng lồ 32.000 năm tuổi trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Virus thường rất nhỏ nên muốn thấy bạn phải dùng một loại kính hiển vi đặc biệt. Chủng này lớn tới nỗi chúng ta có thể nhìn thấy chúng thông qua kính hiển vi thông thường. Loại virus này sống dậy trong phòng thí nghiệm và các nghiên cứu cho thấy chúng sẽ nhân bản trong vật chủ cho tới khi vật chủ hết sự sống thì thôi. May mắn thay, chúng không có khả năng lây qua người. Dù vậy, chúng ta phải cẩn thận vì vẫn có rất nhiều loại virus cổ đại đang chìm trong giấc ngủ chờ đợi băng tan để mang tới đại dịch cho loài người. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Con người có thể đã tìm ra thuốc trường sinh bất tử. Có một loại vi khuẩn cổ đại có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ, có tên gọi là Bacillus F, được tiến sĩ Pushkov, nhà khoa học người Nga phát hiện lần đầu tiên vào năm 2009. Nó nằm mắc kẹt trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu cổ xưa khoảng 3,5 triệu năm tuổi tại Siberia, Nga. Sau khi thí nghiệm trên chuột và kết quả cho thấy chúng sống lâu hơn, tiến sĩ Pushkov quyết định thí nghiệm trên
chính bản thân của ông. Sau đó ông tuyên bố ông hiện khỏe mạnh hơn cũng như không bao giờ bị ốm trong vòng 2 năm sau khi cho vi khuẩn vào người. Buchkov cho biết Bacillus F thực tế còn tồn tại với lượng cực nhỏ trong nước của khu vực Siberia. Tầng đất đóng bằng vĩnh cửu đang tan và ông đoán những vi khuẩn này đang xâm nhập vào nước, nên cư dân địa phương, tộc người Yakut suốt một thời gian dài đang hấp thu cả chúng cùng với nước và họ thậm chí có vẻ sống thọ hơn một số dân tộc khác. Một nữ diễn viên người Đức cũng tự thí nghiệm với Bacillus F bằng cách tiêm trực tiếp vào cơ thể mình. Theo những báo cáo sau đó, bà cảm thấy khỏe hơn và da mặt căng mịn như da em bé. Chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh loại vi khuẩn bất tử này, nhưng chúng có thể chính là chìa khóa cho sự trường sinh bất tử cho loài người. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết, chất đắt nhất trên thế giới không phải là vàng hoặc kim cương mà là antimatter, hay còn gọi là phản vật chất, có giá ngất ngưỡng ở mức 62,5 nghìn tỷ đô một gram. Đây là chất quý hiếm nhất thế giới và thậm chí là cả vũ trụ. Mỗi năm chúng ta chỉ sản xuất được 1 phần tỷ gram phản vật chất, nhỏ hơn 625 nghìn lần so với một hạt đường. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu tại sao chúng lại khan hiếm như vậy. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ được tạo ra bởi các hạt vật chất. Theo các nhà vật lý, mỗi hạt vật chất đều có một hạt trái ngược với nó. Họ gọi đó là phản hạt. Khi các hạt vật chất gặp hạt phản vật chất, chúng nó sẽ tự tiêu hủy và tạo ra những tia năng lượng có sức công phá lớn gấp 10 tỷ lần năng lượng tạo ra từ thuốc nổ thông thường. Để cho bạn dễ hình dung, chỉ cần nửa gram phản vật chất để tạo sức hủy diệt như những quả bom được thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Vì tính chất nguy hiểm của phản vật chất, để nghiên cứu chúng, các nhà khoa học cần ngăn nó phân hủy với vật chất. Vì thế, công cụ 7 Penning được ra đời. Bên trong 7, phản vật chất di chuyển xoắn ốc xung quanh từ trường và điểm trường ngăn chúng va chạm với thành 7. Vì thành 7 được làm từ vật chất, để tránh gây nổ, 7 phải luôn được vận hành, không được ngưng dù chỉ một giây. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết, người ngoài hành tinh có thể đã ghé thăm trái đất vào năm 2017. Vào tháng 10 năm 2017, các nhà thiên văn học phát hiện một tia sáng đang đi qua hệ mặt trời và họ tin rằng nó là tàu thăm dò của người ngoài hành tinh. Các nhà thiên văn học đặt tên cho vật thể này là Oumuamua, có nghĩa là một sứ giả hướng tới từ quá khứ xa xôi. Vật thể này có kích thước lớn hơn tháp Eiffel ở Pháp. Tính toán quỹ đạo cho thấy Oumuamua chỉ có thể đến từ bên ngoài hệ mặt trời, trở thành vật thể liên sao đầu tiên được phát hiện. Điều kỳ lạ về vật thể này là nó không giống gì với những sao chổi hay thiên thạch chúng ta đã biết. Các sao chổi có một cái đuôi do bức xạ mặt trời làm băng trên bề mặt sao chổi bốc hơi. Các thiên thạch hay tiểu hành tinh thì thường rất gồ ghề. Còn đối với Oumuamua, tuy nhiên không có phát hiện có khí nào thoát ra, cũng không có dấu hiệu bề mặt gồ ghề nào. Điều đặc biệt nhất, quỹ đạo di chuyển của Oumuamua không bị chi phối bởi lực hấp dẫn của mặt trời, nó dường như được thiết kế để đi theo quỹ đạo riêng của mình. Giáo sư Avilo, cựu trưởng khoa vật lý thiên văn tại Đại học Harvard, tin rằng nó là một vật thể ngoài hành tinh, có thể là một light sail, chiếc thuyền buồm di chuyển bằng năng lượng ánh sáng. Ông cho rằng có một nền văn minh sở hữu công nghệ light sail và đã phóng chúng đi khắp vũ trụ để thám thính. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Có bao giờ bạn đang mơ bỗng nhiên tỉnh dậy chợt nhận ra mình vẫn còn trong mơ không? False awakening, tiếng Việt là thức tỉnh giả, là một trạng thái mà người đang nằm mơ hiểu lầm là mình đã thức dậy. Bạn mơ bị một con quái vật rượt đuổi, bạn chợt tỉnh dậy, rất mừng vì mình đã thoát cơn ác mộng đó, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang nằm trong một giấc mơ. Sau khi bạn tỉnh dậy khỏi giấc mơ và nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong một giấc mơ thì đó gọi là lucid dream, hay còn gọi là giấc mơ sáng suốt. Khi đó bạn bắt đầu nhận thức rằng mình đang mơ. Đôi khi bạn có thể điều khiển lucid dream bằng việc thay đổi nhân vật, môi trường hoặc cốt truyện của giấc mơ mình. Nếu luyện tập, bạn có thể hoàn toàn mơ sáng suốt theo ý. Một số người dùng giấc mơ sáng suốt để làm giảm ác mộng hoặc tăng khả năng sáng tạo. Đối với việc làm giảm ác mộng, khi bạn nhận thức được cơn ác mộng, bạn có thể điều khiển và làm cho nó dễ chịu hơn. Còn đối với việc sáng tạo, trong giấc mơ sáng suốt, nếu thành thạo, bạn có thể tự tạo cho mình một thế giới và thực tại riêng. Bạn có thể làm mọi điều mình muốn như bay, dịch chuyển tức thời hoặc tạo ra đồ vật theo ý muốn. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Bên trong trái đất có thể chứa một trái đất nhỏ. Các nhà khoa học gần đây phát hiện ra một đại dương nằm dưới vỏ trái đất. Điều làm họ kinh ngạc là đại dương này lớn hơn 3 lần so với đại dương mà chúng ta biết. Đây được xem là minh chứng của giả thuyết trái đất rỗng. Một số người tin rằng trong trái đất của chúng ta hoàn toàn rỗng hoặc chứa đựng một thế giới mà loài người vẫn chưa tiếp cận được. Khoảng cách từ mặt đất xuống lõi trái đất là 6.371 cây số, nhưng chúng ta chỉ mới khoan xuống được 12 cây số, chưa được 1% của khoảng cách đó nữa. Sự thật thì còn rất nhiều thứ chúng ta vẫn chưa biết về bên trong trái đất. Có thể bên sâu dưới lòng đất là một nền văn minh hoàn toàn riêng biệt đối với thế giới của chúng ta, với những sinh vật bí ẩn có thể to gấp nghìn lần so với những sinh vật đang tồn tại trên mặt đất. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Nếu bạn muốn hủy diệt vũ trụ thì đây là cách hiệu quả nhất. Vacuum decay, tiếng Việt là phân rã chân không, là một bong bóng vũ trụ được hình thành do sự bất ổn của các trường lượng tử. Bạn có thể hình dung trường lượng tử là các quy luật giúp vận hành vũ trụ. Khi một trong các quy luật này bị lệch so với những quy luật khác, chúng sẽ gây ra sự mất cân bằng và tạo ra hiện tượng vacuum decay. Khi bong bóng vacuum decay này được hình thành, nó sẽ di chuyển ở mọi hướng với vận tốc ánh sáng, hủy hoại mọi thứ nó tiếp xúc. Điều đáng sợ về vacuum decay là bên trong nó là các quy tắc vật lý khác hoàn toàn so với những gì chúng ta biết về vũ trụ hiện nay. Các quy luật của tự nhiên và vạn vật trong vũ trụ mà chúng ta biết sẽ không còn được áp dụng trong bong bóng đó nữa. Một số người cho rằng sự hủy diệt vũ trụ thông qua bong bóng vacuum decay chính là sự khởi đầu của một vũ trụ mới với thực tại hoàn toàn mới. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là wormhole và nó có thể giúp bạn du hành khắp vũ trụ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Wormhole, tiếng Việt là lỗ sâu, là cánh cổng giúp ta tới các địa điểm khác nhau trong vũ trụ hoặc thậm chí là các vũ trụ khác nhau trong mạng lưới đa vũ trụ. Bạn có thể hình dung nó như cánh cổng thần kỳ trong Doraemon. Trong vũ trụ có hai loại lỗ sâu, loại thứ nhất là Lorentzian wormhole, nói dễ hiểu hơn chính là các hố đen vũ trụ. Các nhà khoa học
học tin rằng phía bên kia của cái hố đen vũ trụ là hố trắng, một cánh cổng dẫn ra một vũ trụ khác. Nhưng chúng ta sẽ không thể du hành xuyên không gian và thời gian với loại lỗ sâu này được, vì đơn thuần cơ thể của chúng ta sẽ bị giãn ra như những cổng ý trước khi chúng ta qua được bên kia của hố đen. Loại lỗ sâu thứ hai là traversable wormhole, nôm na là lỗ sâu có thể du hành được. Các nhà khoa học tin rằng vụ nổ Big Bang đã tạo ra vô số những lỗ sâu du hành được khắp vũ trụ, và những lỗ sâu này được kết nối bằng cosmic string, là những sợi dây vũ trụ. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết, hiện tại trên thế giới đã có 5 biến chủng COVID-19 nổi trội: Alpha, Beta, Gamma, Delta và gần đây nhất là Lambda. Tại sao chúng ta càng ngày càng có nhiều biến chủng mới như vậy? Virus là những cái vỏ protein của chất vật chất di truyền. Virus có một sứ mệnh duy nhất là nhân bản, càng nhiều càng tốt, nhưng nó không tự làm được điều đó nên sẽ nhờ cơ thể của chúng ta. Chúng sẽ thâm nhập vào các tế bào trong cơ thể của chúng ta để sinh sản, liên tục sao chép mã di truyền của chúng. Trong lúc sinh sản, đôi khi chúng sẽ mắc lỗi khi sao chép mã di truyền. Các lỗi đó được gọi là sự đột biến, và con virus bị lỗi đó chính là các biến chủng. Đa số các biến chủng sẽ rất yếu, nhưng lâu xu thì có vài biến chủng trở nên cực kỳ mạnh như những loại chúng ta thấy hiện nay. Vấn đề là virus càng tồn tại lâu, chúng sẽ càng lây nhiễm nhiều người, và cứ mỗi lần một người bị nhiễm là một cơ hội để cho chúng đột biến. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Trong tương lai, bạn có thể tải trí não lên máy tính để bất tử. Nó gồm có 3 bước: quét tái tạo hình ảnh não bộ, xây dựng bộ nhớ máy tính và mô phỏng môi trường giả lập thực tế ảo. Thứ nhất là việc quét ảnh não bộ. Connectome là một bản đồ hoàn chỉnh của bộ não, và các nhà khoa học đang phát triển công nghệ để quét được hết connectome của con người, gồm hơn 86 tỷ tế bào thần kinh. Sau đó chúng ta sẽ tải dữ liệu lên những chiếc máy tính có sức mạnh xử lý cực kỳ kinh khủng. Các nhà khoa học ước tính ký ức và suy nghĩ của chúng ta thành dữ liệu sẽ lên đến hàng ngàn zettabyte. Để hình dung, 1 zettabyte bằng với 1.000 tỷ ghi. Cuối cùng là việc tạo ra một thiên đường giả lập có tên gọi là SIM, Substrate Independent Mind. SIM sẽ là một bản sao kỹ thuật số chính xác của tâm trí mà nó được mô phỏng. Sự phát triển của ngành công nghệ game đang cho phép chúng ta ngày một tạo ra những thế giới ảo chân thật hơn. Giả sử chúng ta thành công, vẫn còn một câu hỏi làm nhiều nhà khoa học thắc mắc khi bạn tải lên máy tính bộ não của chính mình: liệu đó có còn là chính bạn hay không? Sự thật thú vị, có thể bạn chưa biết. Đây là một trong những bằng chứng mới nhất về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Người đàn ông này tên là Brian Daniel và anh vô tình quay được hình ảnh của người ngoài hành tinh. Vào tháng 4 năm nay, Brian vô tình quay được một hình ảnh tia sáng bay xuống từ sân nhà của mình. Hôm sau anh mò ra bãi biển nơi mà tia sáng đó đáp xuống thì anh thấy một bọc màu vàng rất là lạ. Ở bãi biển lúc này có rất nhiều cảnh sát cũng như lực lượng tình báo ngăn chặn cho người dân đi vào bãi biển. Thế là anh quyết định đi lên một tòa nhà cao hơn để quan sát, và đây là cái mà anh quay được. Lúc anh quay lại gần thân thể này thì thấy rất là kỳ lạ vì không giống thân thể của con người. Lúc anh trở về nhà từ bãi biển thì anh thấy có một người đàn ông kỳ lạ đứng trước nhà của mình. Từ hôm đó cho tới giờ thì có một số chiếc xe đen đậu trước nhà anh 24/7, và anh nói rằng khi đi ra ngoài đường thì anh cảm giác như có người nào đó đang đi theo mình. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là Flying Fox, một trong những loài dơi sắp bị tuyệt chủng lớn nhất trên thế giới. Cái hình này có thể bạn thấy nó hơi nhỏ, bây giờ bạn nhìn hình này nha. Nhìn cái thân hình nó chẳng khác gì con người luôn mọi người. Nếu bạn không tin nữa thì hãy nhìn bức hình này nha. Như một con chó có cánh luôn á. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là những phát hiện lạ lùng trên sao Hỏa mà chúng ta chưa có lời giải thích. Thứ nhất là Invisible Dust Devils, những lốc cát tàn hình trên sao Hỏa. Lốc cát là những lốc xoáy nhỏ chứa cát được tạo ra do nhiệt và áp suất không khí. Lốc cát trên sao Hỏa thường lớn hơn 3 lần so với trái đất. Điều lạ thường về những lốc cát trên sao Hỏa là chúng có thể tàn hình. Mới gần đây, những máy dò tìm do con người gửi lên sao Hỏa phát hiện hơn 10.000 lốc cát, nhưng hình ảnh chụp về trái đất thì không thấy cái nào cả, mặc dù đã chụp ở những nơi phát hiện có lốc cát. Tiếp theo là methane, một khí ga được cho là có dấu hiệu của sự sống. Các nhà khoa học phát hiện ra một lượng khí methane cực lớn trên sao Hỏa. Điều kỳ lạ là từ đó tới giờ không bất cứ một sự sống nào được phát hiện trên sao Hỏa. Một số người nghi ngờ rằng có thể một số sinh vật có sự sống đang ẩn nấp để tránh không bị con người phát hiện. Sau một năm lướt lên TikTok thì mình mới biết được một số sự thật thú vị về nhà vật lý đại tài Albert Einstein. Lúc Einstein qua Mỹ làm việc thì ông bị FBI theo dõi trong vòng 22 năm. Họ đọc tin nhắn của ông, nghe điện thoại của ông, rồi lục cả thùng rác của ông ra để coi có chứng cứ nào chứng minh ông là người của Xô Viết hay không. À, rất là nhiều người đồn rằng Einstein đã từng rớt môn toán khi đi học, nhưng sự thật không phải là vậy. Lúc ông đang đi học lúc 15 tuổi thì nước có chiến tranh nên là ông nghỉ học và trốn đi để trốn nghi vụ, chứ không phải ông rớt môn toán nữa là lớp. Điều thú vị mình biết được sau một năm lướt lên TikTok. Face pareidolia, hội chứng ảo giác khuôn mặt, là hiện tượng khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt trên những vật thể vô tri. Nó có thể là bất cứ thứ gì, một cái cây, một tòa nhà hay là một vách đá chẳng hạn. Các nhà khoa học cho rằng việc nhận diện khuôn mặt là sự tiến hóa của não bộ để giúp chúng ta sinh tồn, bởi nó giúp chúng ta cảnh giác với những kẻ thù đang ẩn nấp, từ đó ta có thể tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Trong quá khứ, pareidolia từng được coi là một triệu chứng rối loạn tâm thần, nhưng giờ đã trở thành một hội chứng khá bình thường đối với con người, điều khiến ta trở nên đặc biệt hơn những loài sinh vật khác. Con người đã tìm ra cách dùng thời tiết làm vũ khí, và Mỹ đã từng dùng thời tiết làm vũ khí bằng cách kiểm soát nó trong chiến tranh Việt Nam. Đây là Operation Popeye, từng là một dự án tuyệt mật tối cao của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan về weather control, kiểm soát thời tiết. Trong dự án này, Mỹ thí nghiệm rải những hạt gây mưa vào mây ở những tỉnh miền Bắc Việt Nam, mục đích là gây mưa dài hạn dẫn tới sạt lở, lũ lụt làm bất lợi cho quân địch. Đây là một hành động được xem là cực kỳ vô nhân đạo vì nó ảnh hưởng tới đời sống của những người dân vô tội. Đó là lý do tại sao nó từng mang tính chất cực kỳ tuyệt mật như vậy. Tuyệt mật tới nỗi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thời đó Melvin Lord đã nói dối với toàn bộ Quốc hội Mỹ và thế giới là dự án này không có tồn tại. Sau đó chứng cứ của dự án này được tới tay của Quốc hội Mỹ và cả Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng Liên Hiệp Quốc cũng ký xác lệnh cấm tất cả các quốc gia trên thế giới dùng thời tiết làm vũ khí. Mặc dù bị cấm như vậy, nhưng mình lướt lên TikTok mới biết được Mỹ vẫn đang bí mật nghiên cứu về cách kiểm soát thời tiết để làm loại vũ khí hủy diệt mạnh nhất của con người. Những điều thú vị
Có thể bạn chưa biết, YouTuber này người Việt tên là Khoa Park và có thể anh đã vô tình quay được hình ảnh của đĩa bay. Mới gần đây có đăng tải một video về chuyến đi tới Area 51, khu vực 51. Nếu bạn chưa biết thì khu vực 51 như bản đồ đây là khu vực quân sự tuyệt mật tối cao của Mỹ. Ở đây ngoài việc chính phủ Mỹ nghiên cứu những vũ khí tối cao thì đã có những tin đồn về việc họ bắt giữ người ngoài hành tinh hoặc là đã liên lạc với người ngoài hành tinh ở khu vực này. Người xem phát hiện vật thể lạ trong video tham quan khu vực 51 của Khoa Park. Và nếu mọi người nhìn kỹ vật thể này thì nó giống như một đĩa bay. Hiện Khoa Park đã gửi video cho NASA xem xét và chúng ta sẽ sớm có kết quả từ anh. Những điều mình học được sau khi lướt lên on TikTok. Loài ếch này có thể giết người chỉ bằng một cú chạm. Golden Poison Frog. Ếch độc da vàng là một trong những loài sinh vật độc nhất trên thế giới. Nọc độc của một con nhỏ như vậy thôi nhưng có thể cướp sinh mạng của 10 người lớn và hơn 20.000 con chuột. Một bộ tộc ở Colombia dùng độc của loài ếch này thoa vào đầu cây tiêu khi đi săn. Vì độc của chúng khi ở trên những bề mặt này có hiệu lực lên tới 1 năm. Những điều thú vị mình học được sau khi lướt lên on TikTok. Người phụ nữ này có biết danh là người phụ nữ không bao giờ chìm. Ngay cả tàu Titanic mà không quật được bà này nữa đó mọi người. Bà tên là Violet Hazard và chiếc tàu đầu tiên bà lên mà bị chìm chính là Titanic. Bà làm giúp việc ở trên tàu Titanic và lúc tàu chìm thì bà liên tục đi cứu người. Cứu tới nỗi mà bà quên tàu chìm, người ta phải vô kêu bà ra. Trên đường ra khỏi tàu thì bà dớt một đứa bé đi theo với mình và có tin đồn rằng sau này có người liên lạc với bà và nói rằng người đó chính là đứa bé đó. Tiếp theo bà đã quyết định phục vụ trên một chiếc tàu tên là RMS Olympic và chiếc tàu này cũng bị chìm do đâm vào tàu chiến của anh. Cuối cùng bà đăng ký làm y tá trên chiếc tàu HMS, một bệnh viện di động ở trên biển. Nhưng mà đời cũng không tha cho bà vì chiếc tàu này cũng bị chìm luôn. Và cái cú cuối này nó hơi nguy hiểm vì lúc bà nhảy ra bà bị va đầu vào đáy tàu. Nhưng mà không sao, bà vẫn sống cho tới 83 tuổi và qua đời vì tuổi già. Những điều thú vị mình học được sau khi lướt lên on TikTok. Đây là những loài động vật có siêu năng lực quái dị nhất trên thế giới. Đầu tiên the kangaroo rat, chuột túi mini. Mặc dù có thân hình nhỏ xíu 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 nhưng mà nó có thể nhảy cao hơn 2m, gấp 45 lần cơ thể của nó. Trong bức hình này con rắn định ăn bé chuột kangaroo nhưng mà nó quất một phát lên cây luôn. Tiếp theo là the wood frog, loài ếch có khả năng chết đi sống lại. Khi mùa đông tới và khi nhiệt độ rơi xuống âm độ C thì thay vì nó tìm chỗ nấp thì nó sẽ nằm phè ra trên mặt đất. Lúc đó thì máu của con ếch này sẽ đông lại và nó biến thành một cục đá. Và khi mùa xuân tới thì nó lại tan ra. Tiếp theo the mimic octopus, một loài bạch tuộc hay đi bắt chước loài khác. Đây là con bạch tuộc đó giả bộ làm rắn biển, còn đây là nó giả bộ làm một con sứa. Những điều thú vị mình biết sau khi lướt lên on TikTok. Những cái chích của loài sứa này sẽ không làm cho bạn tử vong nhưng nó sẽ làm cho bạn muốn tự kết liễu bản thân của mình. Loài sứa này có tên là Irukandji jellyfish, nhìn nhỏ như vậy thôi nhưng mà thực sự rất là có vỏ. Sau khi bị chích thì bạn sẽ tin rằng cuộc đời của bạn chuẩn bị kết thúc và trong một số trường hợp có nhiều người van xin bác sĩ kết thúc cuộc đời của họ nhanh đi. Tiếp theo là bạn sẽ có những triệu chứng như là mắt ói, cảm giác như ai đó lấy cái khoang khoang vào lưng của mình và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị đảo lộn lên. Những điều kỳ lạ có thể bạn chưa biết, đây là căn bệnh chỉ có những người làm trong chính phủ Mỹ bị, đặc biệt là những nhà ngoại giao. Căn bệnh này có tên là Havana Syndrome, hội chứng Havana. Nó được đặt tên như vậy vì những người đầu tiên bị là những nhà ngoại giao làm ở đại sứ quán Mỹ ở thành phố Havana, đất nước Cuba. Những người bị hội chứng này có những triệu chứng chung như là nhức đầu, mắt ói, ù tai và tầm nhìn bị giảm. Hiện cơ quan chức năng của Mỹ vẫn chưa biết tại sao chỉ có những người làm cho bộ máy nhà nước của Mỹ lại bị. Nhưng họ đưa ra một giả thuyết nghe cũng rất là đúng. Đó là những quốc gia gây thù địch với Mỹ dùng vũ khí sóng âm để tấn công những nhà ngoại giao của Mỹ. Chuyến đi thăm Việt Nam vừa rồi của phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bị chịu hoãn một vì có tin rằng một nhân viên ở trong lãnh sứ quán Mỹ ở Hà Nội bị triệu chứng Havana Syndrome. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết, tỷ phú Elon Musk, chủ nhân đằng sau hãng xe tự động Tesla, công ty sản xuất thiết bị du hành không gian SpaceX, đang nghiên cứu cách chế tạo những con robot hình người. Sau khi thành công thì những con robot này sẽ được đưa vào làm việc thử nghiệm cho ông. Chúng sẽ được giao làm những công việc mang tính chất nguy hiểm hoặc là lặp đi lặp lại gây nhàm chán trong những nhà máy của ông. Vì nỗi sợ một ngày nào đó trí thông minh nhân tạo hoặc là robot sẽ chiếm thế giới, ông sẽ thiết kế những con robot này để trong trường hợp tệ nhất chúng ta có thể chạy khỏi chúng hoặc là tắt nguồn một cách dễ nhất. Đây là những loài động vật bạn nên mừng vì chúng đã tuyệt chủng. Mọi người chắc đã quen thuộc với loài cá piranha răng cưa nặng cỡ 1-2 kg. Đây là tổ tiên đã tuyệt chủng của chúng, the mega piranha, bự gấp 10 lần. Tiếp theo là loài trăn khổng lồ đã tuyệt chủng, Titanoboa. Nó nhỏ lắm mọi người, chỉ dài có 12 mét với nặng 1 tấn. Con này mấy vậy nè mọi người, Heliocorpion, cá mập răng cưa. Răng của cá mập khác thì nằm ngang, còn nó nằm dọc như một cái lưỡi cưa luôn mọi người. Và cuối cùng chúng ta không thể nào thiếu loài vua săn mồi dưới biển, cá mập trắng, Megalodon. Con này thì nó cũng nhẹ lắm mọi người, chỉ nặng có từ 50 tới 100 tấn thôi. Đây là con cá mập bình thường, còn đây là Megalodon. Con cá mập này ăn sáng bằng cá voi nha mọi người. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết, đây là những dịch vụ kỳ quái nhất trên thế giới mà bạn có thể tìm được ở Nhật Bản. Bạn có thể thuê fake friend, boyfriend hoặc là girlfriend là một người bạn trai, bạn gái hay một người bạn nói chung để chụp hình sống ảo với mình. Nếu bạn cần xin lỗi một ai đó mà ngại xin lỗi hoặc là gặp người đó thì bạn có thể thuê apologizer, người xin lỗi mướn. Ở Nhật họ đi làm rất là đúng giờ và chăm chỉ và thường họ sẽ đi tàu điện ngầm tới chỗ làm. Tàu điện ngầm thường rất là đông nên những hãng tàu hay thuê pusher, những người đẩy chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của họ là nhét và đẩy hành khách vô tàu để cho tàu có thể đi đúng giờ. Nếu bạn không phải là người thích chờ đợi trong những cái dãy hàng dài như vậy khi mua sắm thì bạn có thể thuê standing liner, những người đứng thuê hộ. Họ sẽ đứng đợi giùm bạn trong hàng cho tới khi tới lượt bạn thì họ sẽ gọi bạn tới. Còn nếu bạn muốn nghỉ việc mà ngại gặp mặt sếp thì bạn có thể thuê proxy job quitter,
nghỉ việc giùm. Ủa rồi Nhật Bản còn công việc nào vậy không mọi người? Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Nếu bạn là trẻ em dưới 18 tuổi ở bên Trung Quốc thì bạn sẽ không được chơi game nữa. Trung Quốc vừa mới ban hành một bộ luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi chơi game trong tuần. Nhưng mà bộ luật đó vẫn còn khoan dung một tí, vì trẻ em vẫn có thể chơi game nhưng mà chỉ là cuối tuần hoặc là ngày lễ và từ 8 giờ cho tới 9 giờ tối. Lý do là phụ huynh Trung Quốc phàn nàn rằng con em của mình lúc nào cũng chơi game không chịu học bài. Thế là bộ luật này được ra đời. Đây là những điều chắc chắn bạn không làm được. Bạn không thể nào để lòng bàn tay của mình vào cùng với cái vai hướng đó. Bạn sẽ không bao giờ nghĩ được một cái màu nào mới, vì tất cả các màu mà bạn nghĩ trong đầu đã có tên và đã được phát hiện rồi. Ngoại trừ những người không biết đọc ra thì không nói, còn đối với những người biết đọc thì khi bạn nhìn một hàng chữ hoặc là một chữ nào đó thì bạn sẽ không thể nào cưỡng lại mà phải đọc trong đầu của mình. Mình thách bạn nhìn một chữ hoặc là một hàng chữ nào đó mà có thể kiềm chế được bản thân không đọc trong đầu hoặc là lớn tiếng. Mình thực sự cạn lời với con Covid này luôn đó mọi người. Như mọi người đã biết thì chủng Delta là một trong những cái chủng mới nhất của con Covid đang hành cả thế giới. Thì thằng em cùng cha khác mẹ của nó quyết định xuất hiện Mu. The Mu variant. Đây, The Mu variant là cái chủng mới nhất nha mọi người. Tên đặt cho mấy cái chủng của con Covid đã chiếm 1/3 bản chữ cái Hy Lạp rồi, còn 18 chữ cái thôi là hết cái bản đó luôn đó mọi người. Rồi có ai cho tôi biết chừng nào nó hết đột biến không? Tôi thèm đi ra ngoài lắm rồi đó. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là chú cá Orca, or Killer Whale, cá voi sát thủ. Nhìn dễ thương đúng không mọi người? Nhưng nó là loài động vật tàn bạo và ngược nhất ở dưới biển. Thực đơn của cá voi sát thủ gồm những động vật rất là dễ thương như là những chú hải cẩu nhỏ nhỏ xinh xinh này, hoặc là những chú chim cánh cụt lùn lùn. Rồi thỉnh thoảng chúng nó thích đổi vị thì nó quất luôn cá mập trắng. Nhưng mà nếu nó ăn như người ta thì đâu có gì để nói đúng không? Trước khi ăn thì nó sẽ tiêu khiển với con mồi của mình. Nó sẽ lấy đuôi mình đá con mồi không chung như là đá banh thì trong hình. Trước khi chú rùa này bị nó ăn thì bị nó làm trái banh cho tiêu khiển. Đây là hình ảnh một đàn cá voi sát thủ đá con hải cẩu như đá banh trước khi ăn nó. Những điều thú vị về động vật có thể bạn chưa biết. Con người là một trong số những loài động vật không xì hơi. Khi con lười đầy hơi thì một số hơi của nó sẽ hòa vào máu của một số hơi, nó sẽ thở ra bằng mũi. Ủa vậy tới nay nó xì hơi bằng đường mũi hả? Sừng của tê giác chính là tóc của con người. Sừng của tê giác có chứa keratin là một chất được tìm thấy trong tóc người. Vậy thay vì săn sừng của tê giác thì chúng ta săn tóc người đi. Loài sừng có thể ngủ lên tới 3 năm, tới ngủ dậy còn cái hồn. Vậy bạn có biết là 3% băng ở Nam Cực là nước tiểu của chim cánh cụt không? Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là top 5 những nước có nhiều kẻ giết người hàng loạt nhất. Mình cạn lời với cái nước cuối cùng luôn. Đứng thứ 5 là nước Ý với 97 kẻ giết người hàng loạt. Bất ngờ thứ tư là nước Canada với 106 kẻ giết người hàng loạt. Đó giờ mình cứ tưởng đây là một trong những quốc gia thân thiện nhất trên thế giới. Vị trí thứ ba là Nam Phi với 117 kẻ giết người hàng loạt. Ở vị trí thứ hai là nước Anh với 166 kẻ giết người hàng loạt. Và vị trí đầu tiên đánh bật tất cả các nước còn lại là nước Mỹ với 3204 kẻ giết người hàng loạt. Theo một số thống kê thì 68% kẻ giết người hàng loạt trên thế giới nằm ở Mỹ. Cái này có thể là mình thôi, nhưng mà mọi người có thấy là nước càng phát triển thì càng nhiều kẻ giết người hàng loạt không? Kiểu rảnh rỗi xin ông nổi mọi người. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Anh chàng quay phim này chạy còn nhanh hơn cả vận động viên nữa. Anh chàng quay phim này rất là tâm huyết, muốn quay lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở trong một cuộc thi chạy Trung Quốc. Thế là anh cố gắng chạy bán sống bán chết theo các vận động viên này để quay, và cuối cùng anh về nhất luôn. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Mình mới biết rằng cá cũng có thể chết đuối nha mọi người. Ở dưới biển cũng có sông, có suối, có hồ nha. Nói đơn giản thì mấy cái sông, suối, biển dưới biển thực ra cũng là nước biển thôi, nhưng mà nó có nhiều muối, nó nặng hơn thì nó chìm xuống dưới đáy và nó tạo ra những cái sông, suối, biển nhìn giống như vậy. Mấy con cá mà không cẩn thận bơi vô mấy chỗ này sẽ bị toxic shock, là sốc độc. Trong đoạn clip này thì con lương này may mắn thoát được một cái hồ ở dưới biển, nhưng mà không phải con vật nào cũng may mắn được như vậy. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Hồi xưa chúng ta cũng có két sắt dành cho những người mộ nha mọi người. Những cái két sắt này có tên là Mortsafe và nó được chế tạo vào những năm 1800 ở nước Anh. Thời đó bên Anh không có vụ hiến xác để cho sinh viên dược thực tập mổ đâu mọi người. Khi cần thực tập thì những sinh viên dược này sẽ nhờ người khác lấy xác giùm mình. Hồi đó có một số người chuyên đi ra nghĩa trang canh gia đình người ta vừa mới chôn cất xong là tới đào xác lên để bán cho những cái sinh viên dược này. Một số gia đình sợ xác của mình bị những kẻ trộm đào bới lên để bán đi nên họ dựng những cái lồng sắt Mortsafe này. Mấy nhà giàu giàu thì thêm những cái tảng đá lên trên đầu để chống kẻ trộm tốt hơn. Còn mấy nhà nghèo nghèo mà không có tiền làm kiên cố thì họ sẽ làm dấu xung quanh cái mộ để đợt sau họ tới nếu mà có thầy đỏ thì họ sẽ báo cho chính quyền. Giống như đây họ làm dấu bằng một cái bó hoa, nếu mà đợt sau họ tới thăm mộ mà mất bó hoa thì họ sẽ báo cảnh sát. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Rắn là một trong những loài động vật nhạy cảm nhất với động đất. Có một số báo cáo cho rằng có một số loài rắn có thể phát hiện được những cơn động đất cách chúng 170 cây số 3-4 ngày trước khi nó xuất hiện. Nếu bạn ở gần một tổ rắn mà bất ngờ thấy chúng chạy tán loạn bỏ tổ thì bạn cũng phải chạy nhanh đi, vì có khả năng gần đó có một cơn động đất. Cơn động đất càng mạnh thì loài rắn sẽ phản ứng càng mãnh liệt hơn, có như trường hợp chúng sẽ đập đầu vô tường luôn. Rắn phát hiện động đất hiệu quả tới nỗi mà một trung tâm dự báo động đất ở một tỉnh ở Trung Quốc cài camera ở những trang trại rắn để theo dõi hành vi của chúng. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là ngôi nhà cô đơn nhất trên thế giới. Để cho bạn thấy nó cô đơn như thế nào thì bạn hãy nhìn hòn đảo nhỏ xíu 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 dưới lòng đại dương này nha. Và đây là cái căn nhà đó trên hòn đảo nhỏ xíu xíu xíu. Căn nhà này nằm ở trên một hòn đảo ở Iceland, và có rất là nhiều giả thuyết về việc tại sao căn nhà này lại ở đây.
Có một số phát hiện cho thấy căn nhà này được xây dựng 300 năm trước và có 5 gia đình sống ở đây. Cũng có một số lời đồn thổi cho rằng căn nhà này được xây dựng bởi một tỷ phú phòng trường hợp đại dịch zombie của nơi mà ở. Một số người khác lại cho rằng đây là căn cứ nghiên cứu loài chim puffins của một số nhà khoa học người Iceland. Còn hiện tại căn nhà cô đơn này đang được sử dụng làm căn cứ săn bắt loài chim puffins. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Những âm thanh bạn chuẩn bị nghe trong video có thể là những âm thanh tới từ địa ngục. Vào năm 1970, có một nhóm người ở Nga quyết định đào một cái hố sâu hay là sâu xuống dưới lòng đất. Sau hàng chục năm thì họ cũng đào xuống được 12 cây số dưới lòng đất và phát hiện có một hang động. Họ quyết định dùng một cái microphone chống nhiệt để thu lại những âm thanh ở dưới cái hang động đó. Ở độ sâu này dưới lòng đất thì nhiệt độ có thể lên đến hàng ngàn độ C, nên là họ thu âm được có mười mấy giây là cái microphone đã bị tan chảy rồi. Và đây là âm thanh họ thu được từ chiếc microphone đó. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Quái vật đại dương không phải là cá mập hay là cá voi sát thủ mà chính là loài mòng biển. Con chim này sang bất cứ thứ gì mà lọt vô được cái cổ họng của nó. Thực phẩm của nó nhỏ nhỏ tí thì có loài chuột, còn lâu lâu đổi vị thì ăn thỏ. Còn mà đói quá là nó quất luôn con của nó luôn. Động vật mà lớn hơn mà mấy con mòng biển nó muốn ăn thì nó cũng không ngán. Mấy bé hải cẩu mà lớn hơn nó mà nó ăn không được thì nó sẽ bao vây nó chọc vô mắt cho mù. Rồi nó sẽ tìm những phần nhạy cảm mà sơi trước. Còn đối với động vật mà lớn quá mà nó ăn không được như là cá voi thì nó sẽ đi bắt nạt. Như trong cái hình này nè, nó mổ con cá voi để lại một đống thẹo luôn. À mà nhắc tới bắt nạt thì câu chuyện vẫn chưa dừng ở đây đâu. Bắt nạt xong thì nó đi bắt cóc người ta luôn. Vào năm 2015 có một con chó Chihuahua tên là Gizmo bị một đàn mòng biển bay xuống bắt cóc đi trước mặt chủ của nó luôn. Ở bên Anh, đặc biệt là ở gần biển, có một số trường hợp mấy con chó ngơ ngơ đi ra ngoài đường bị mòng biển mổ về gặp tổ tiên luôn. Những điều thú vị mình học được sau một năm lướt lên TikTok. Đây là con cá voi xanh, nhìn nó cũng nhỏ đúng không mọi người? Và đây là con voi so với con cá voi xanh, chỉ bằng một cái lưỡi của con cá voi xanh thôi. Bạn có biết rằng cá có thể ho ngáp vào ở không? Ủa rồi dưới nước ho sao ta? Đây là chúng ta khi nhìn em bé đầy đủ màu sắc ha. Còn đây là em bé mới sinh khi nhìn chúng ta. Khi mới sinh ra cho tới 5 tháng tuổi thì em bé chỉ nhìn thấy trắng đen và một số tông xám thôi. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Loài động vật này cực kỳ nhỏ xíu và dễ thương, nhưng mà ngay cả rắn hổ mang còn phải sợ. Mình xin giới thiệu mọi người chú cầy Mongoose. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ăn rắn hổ mang như cơm bữa. Cầy Mongoose được thiên nhiên ban cho cơ thể miễn dịch với chất độc của rắn. Cơ thể lại có một bộ lông rất là dày như là cái áo giáp và chạy rất là nhanh, nên là mỗi lần mấy con rắn gặp Mongoose nó trầm cảm mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là Mongoose săn rắn hổ mang như thế nào nha. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Sau đây là những loài động vật nhìn thì dễ thương nhưng mà thương thì không dễ. Thường thì chúng ta sẽ nghĩ là cá heo là một loài động vật rất là thông minh và thân thiện với con người. Nhưng nó có rất nhiều trường hợp cá heo đã từng tấn công con người. Không chỉ vậy, nó còn hay đi bắt nạt những loài động vật yếu thế hơn nó nữa. Như mấy con rái cá quấn quýt và dễ thương hả mọi người? Nhưng trên thực tế nó vừa hung bạo mà vừa vô duyên nữa. Mấy con mà nó ăn không được thì nó sẽ chọc phá đây. Còn cá sấu nó còn phá nữa mà. Không biết có nhà bạn nào nuôi những con chinchilla này không? Nhìn dễ thương hả mọi người? Bởi vì nó biết nó dễ thương như vậy nên nó dùng sự dễ thương của mình để thao túng con người bằng mọi giá phải có được sự chú ý của chúng ta. Không được chú ý thì có trường hợp nó sẽ giả chết hay đứng trong một góc kẹt hàng giờ giả bộ dễ thương để được chúng ta chú ý. Nói gì thì nói, nhưng mà mình thấy không có loài nào mắc dịch như loài chim cánh cụt hoàng đế hết cả. Nó mà không có con thì nó sẽ đi bắt cóc con ta về nuôi, mà nuôi chán rồi thì quăng đó cho thú dữ ăn thịt. Xem video này xong có thể bạn sẽ hết dám đánh răng luôn. Bàn chải của bạn có thể bị dính phân. Một nghiên cứu khoa học cho rằng bàn chải của chúng ta có thể chứa chất thải đi nặng của con người. Nguyên nhân có thể là sau khi bạn đi nặng dội nước thì hơi nước bốc lên trong đó có chứa phân, và vô tình những cái hạt nước đó bám vào bàn chải của bạn. Đó là lý do tại sao sau khi đánh răng xong bạn nên đóng nắp bàn chải lại và thay bàn chải 3 tháng một lần. Những điều thú vị của thời bạn chưa biết. Người đàn ông được bế đi trong hình là người đàn ông đầu tiên tồn tại sau một năm trôi dạt ở trên biển. Vào năm 2012, Jose Alvarenga cùng bạn mình đi săn cá mập. Đi một hồi thì một cơn bão ập tới kéo cái thuyền của ông ra thật là xa. Ông cố gắng liên lạc với sếp của mình nhưng mà mọi thiết bị điện tử trên tàu đều bị hư do cơn bão gây ra. Sếp của Jose thấy ông mất tích cùng tổ chức tìm kiếm, nhưng sau 2 ngày thì bỏ cuộc, cho rằng tàu của ông đã bị chìm. Thế là bắt đầu chuỗi ngày trôi dạt trên biển trong vòng 13 tháng của Jose và bạn của mình. Họ cạn kiệt đồ ăn, phải ăn cá sống và thậm chí là rùa sống để duy trì sự sống. Sau 4 tháng, bạn của Jose chết do bị mất dinh dưỡng quá nhiều. Thế là ông tiếp tục trôi dạt trên biển một mình trong vòng 9 tháng tiếp theo. May mắn thay, ông trôi dạt tới một hòn đảo và trên hòn đảo đó có người sống và thế là ông được cứu. Jose trên biển tổng cộng 438 ngày và hành trình của ông kéo dài hơn 10.000 cây số. Những điều thú vị về cơ thể con người có thể bạn chưa biết. Móng tay của chúng ta mọc nhanh gấp 4 lần móng chân. Em bé mới sinh ra có 300 đốt xương mà người lớn chỉ còn 206 đốt xương. Ủa rồi mấy cái xương còn lại đi đâu? Xương nhỏ nhất của con người nằm trong lỗ tai. Vận tốc hắc xì của con người chúng ta là 160 cây số một giờ, cho hơn bão nữa chứ. Giữa nam và nữ thì nam sẽ có tỷ lệ bị mù màu nhiều hơn. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết.
Mình chưa thấy người phụ nữ nào trúng số mà khổ như người phụ nữ này hết. Chị này tên là Tonda Dickerson và chị trúng vé số 10 triệu đô. Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp ở đây nếu như cái vé số này của chị, nhưng không. Tonda làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng và được khách của mình là con trong hình này tặng vé số. Thế là ổng là một trong những người đầu tiên đâm đơn kiện bả, đòi bả phải đưa tiền cho ổng. Khách vừa mới kiện xong thì là đồng nghiệp cũng kiện đòi chia tiền. Đồng nghiệp vừa kiện xong thì bị chồng cũ bắt cóc tống tiền. Bắt cóc được giải cứu xong rồi bị cục thuế kiện tiếp. Và tới giờ hình như bả vẫn bị người khác kiện vì cái món tiền trúng vé số đó. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết. Đây là người đàn ông duy nhất trong lịch sử vừa là người lùn mà vừa là người khổng lồ. Ông ta là Adam Rayner, sinh năm 1899 ở nước Áo. Vào chiến tranh thế giới thứ nhất, lúc đó Adam 19 tuổi muốn nhập ngũ nhưng mà người ta từ chối vì đó ông chỉ cao có 1m40. Nhưng mà mọi thứ thay đổi khi ông 21 tuổi. Cơ thể của ông bắt đầu cao đột biến, quất một phát cao hơn 2m luôn. Người ta mới phát hiện được rằng bị một chứng bệnh gọi là acromegaly. Nói đơn giản là hormone trong cơ thể tăng trưởng quá mức kiểm soát. Những điều thú vị về thế giới động vật có thể bạn chưa biết. Cá heo khi ngủ luôn luôn mở một mắt. Mặc dù cá heo sống dưới biển nhưng mà cơ thể nó vẫn cần oxy ở trên mặt nước nên là lông nó vẫn phải trồi lên. Nên khi ngủ nó sẽ nửa ngủ nửa thức để khi nào cần oxy phải trồi lên hít liền. Não của con gián nằm ở cái cơ thể nó ở đây nè chứ không phải là ở đầu, nên khi mà mất đầu thì nó vẫn hoạt động được. Mắt của con ếch quay 360 độ nên là đó là lý do tại sao khi mà bạn chụp nó từ sau lưng thì nó cũng có thể biết và nhảy đi. Mà con ếch còn hơn cá voi nữa, nó ngủ là hai mắt nó mở luôn. Con tôm này có tên là Pistol Shrimp và nó có khả năng bắn súng. Để phòng thủ và khi săn mồi thì nó sẽ chập hai cái càng đó lại với nhau tạo ra một cái bọt nước lên tới 79 cây số một giờ và nghe như tiếng súng nổ. Và khi cái bong bóng bọt nước đó nổ ra thì sẽ tạo ra nhiệt độ 4700 độ C như nhiệt độ mặt trời, cho nó đứng gần là thiêu đốt luôn. Đây là những thức ăn rất là tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng mà nếu ăn quá nhiều thì sẽ đi gặp ông bà rất là sớm. Nước rất là tốt cho cơ thể chúng ta và mỗi ngày chúng ta được khuyên rằng nên uống 2 lít nước. Nhưng nếu bạn uống gấp 3 lần số lượng đó là 6 lít thì thận của bạn sẽ bị hư và bạn sẽ bị ngộ độc nước. Sô cô la rất là ngon, mình rất là thích ăn sô cô la, nhưng mà nếu một lần bạn ăn 10kg sô cô la thì bạn sẽ lên cơn tim và bạn sẽ không chết nếu ăn 18 trái táo cùng một lúc. Nhưng nếu bạn lấy hạt của nó ra nghiền nghiền và ăn thì bạn sẽ có một vé đi gặp ông bà, vì trong hạt táo có chứa cyanide là một chất rất là độc. Trong chuối có chứa potassium là kali, và nếu bạn ăn 400 trái chuối cùng một lúc thì bạn sẽ bị quá liều kali. Và muối rất là cần thiết trong cơ thể chúng ta và mỗi ngày chúng ta cần 1.5 gram muối, nhưng để đi gặp ông bà tổ tiên thì bạn cần 250 gram muối. Điều thú vị về ngày lễ Halloween có thể bạn chưa biết. Hồi xưa người ta không dùng trái bí ngô để trang trí vào dịp lễ này đâu, mà người ta dùng một trái khác. Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng bụng xỉn tên là Jack. Một ngày nọ anh rủ quỷ Satan nhậu cùng với mình. Vâng, quỷ Satan. Sau khi nhậu xong, Jack không thèm trả tiền mà còn dụ quỷ Satan biến thành một đồng tiền. Sau đó anh lấy đồng tiền để kế bên một cây thánh giá để quỷ Satan không thể nào thoát được. Jack hứa sẽ thả quỷ Satan ra với một điều kiện là sau khi Jack chết thì hắn sẽ không tới lấy hồn của Jack. Và đúng như vậy, sau khi qua đời thì không ai tới bắt Jack cả. Nhưng mà vấn đề đây là địa ngục không bắt nhưng mà thiên đàng cũng không thèm chứa. Thế là anh phải đi lang thang trong thế gian khắp bóng tối. Xuyên suốt hành trình trong bóng tối của mình thì anh thấy được một củ cải và anh cạo ruột củ cải đó ra để làm một cái đèn. Từ đó người dân Ireland và Scotland ở Anh dùng củ cải để trang trí làm đèn vào ngày lễ Halloween. Sau này ngày lễ này du nhập qua Mỹ thì người ta mới bắt đầu dùng bí ngô để làm đèn trang trí. Đây là những nơi bí ẩn nhất trên thế giới. Area 51, khu vực 51 là một căn cứ quân sự ở bên Mỹ, nhưng mà người ta tin rằng đây là nơi bắt giữ và nghiên cứu người ngoài hành tinh. The Bermuda Triangle, tam giác quỹ Bermuda, là nơi mà tàu thuyền và máy bay đi vào là sẽ không thể nào ra được. The Lost City of Atlantis, thành phố đã mất Atlantis, được tin là một nền văn minh cực kỳ hiện đại trong quá khứ đã bị vùi lấp bởi thiên tai dưới biển. The Great Pyramid of Giza, kim tự tháp Giza. Tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự biết được tại sao những người Ai Cập cổ đại lại có thể xây được những tòa kim tự tháp hùng vĩ như vậy. Kỹ thuật nào? Easter Island ở Chile, nước Chile. Ở trên hòn đảo này có hàng ngàn khuôn mặt được khắc bằng đá trải khắp dài hòn đảo. Đây là những thức ăn rất là tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng mà nếu ăn quá nhiều thì sẽ đi gặp ông bà sớm. Để bị ngộ độc từ cam thì bạn phải ăn 11.000 trái cam cùng một lúc. Còn nếu bạn muốn ngụm củ tỏi với trái ớt thì bạn phải ăn 600 gram ớt cho một lần ăn. Muốn gặp ông bà sớm thì bạn cũng có thể ăn 25kg đường cùng một lúc. Còn không, một lần nuốt 24 tuyếp kem đánh răng cũng được. Đây là những loài cá mập kỳ dị nhất trên thế giới, tính theo độ sâu của nước biển. Bạn xuống 500m sẽ gặp Swell Shark. Loài này nhìn lúc đầu có thể bình thường, nhưng mà khi bị người khác tấn công thì nó sẽ như thế này, hút nước biển vô cho người phình ra. Xuống 1200m bạn sẽ gặp Field Shark. Loài này được xem như một cục hóa thạch di động vì nó đã tồn tại hơn 80 triệu năm. Bạn bơi xuống sâu tới nữa cỡ 2000m thì bạn sẽ gặp Blunt-nosed Six-gill Shark. Con này nói chung cũng bình thường, dài cỡ hơn 6m à. Sau một tí nữa cỡ 2200m thì bạn sẽ gặp Greenland Shark, có tuổi thọ cỡ từ 250 cho tới 500 tuổi thôi. Và cuối cùng ở 4000m bạn sẽ gặp một bé cá mập rất là dễ thương, Cookie Cutter Shark. Bé dài chỉ có mấy chục cm thôi nhưng mà thường sẽ ăn cá voi là cá heo. Bé cá mập này được đặt biệt danh là cắt bánh quy vì mỗi lần nó ăn con mồi thì nó lấy cái miệng nó quặp vô đối thủ, cắt một miếng thịt ra như cắt bánh quy.
Những sự thật đáng sợ về thế giới động vật có thể bạn chưa biết. Đây là loài ếch Golden Poison Dart Frog. Một cú chạm vào người của nó sẽ đưa bạn đi gặp ông bà tổ tiên liền ngay và lập tức. Đây là loài trâu Cape Buffalo có mệnh danh là cá chết đen. Khi tìm được con mồi thì nó sẽ chạy xung quanh con mồi theo đàn và dùng cái sừng của mình để ủi vào con mồi với vận tốc 96 km/h. Đây là loài thằn lằn Horned Lizard và chúng nó có khả năng bắn máu ra từ mắt để làm hoang mang đối phương. Loài cây Meerkat nhìn dễ thương nhưng mà cực kỳ man rợ. Con cái mạnh nhất ở trong đàn sẽ giết hết tất cả các con của những con cái còn lại để đảm bảo con của mình sẽ được an toàn và mạnh mẽ nhất. Đây là con box jellyfish lớn nhất thế giới ở đang bơi mà vô tình chạm vô nó thì bạn sẽ lên cơn tim và... Những điều thú vị về cơ thể con người có thể bạn chưa biết. Mắt của chúng ta chớp 20 lần mỗi phút, nếu mà tính ở năm là hơn 10 triệu lần. Từ lúc mới sinh ra cho tới lúc mất thì lỗ tai của bạn và mũi của bạn là hai cơ quan trong cơ thể sẽ không bao giờ ngừng phát triển. Rấy tai của chúng ta chính là một dạng mồ hôi. Trong cuộc đời chúng ta sẽ sản sinh ra khoảng 40.000 lít nước bọt, đủ để đổ đầy 5 bồn tắm. Tim của chúng ta là cơ quan duy nhất trong cơ thể không bao giờ biết mệt, hoạt động 24/7. Và nếu bạn sống tới 70 tuổi thì tim của bạn sẽ đập khoảng 2,5 tỷ lần. Tế bào da của chúng ta luôn luôn chết đi và tái sinh lại và mỗi tháng chúng ta sẽ thay một bộ da mới. Và trong toàn bộ cuộc đời chúng ta sẽ thay khoảng 1.000 bộ da. Nghe như rắn vậy. Đây là một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Blue Ringed Octopus, bạch tuộc đốm xanh, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng mà rất là có vỏ. Độc tố của một nhát cắn của loài này có thể giết được 26 người, mạnh gấp 1.000 lần chất độc cyanide. Khi chất độc ngấm vào cơ thể thì cơ bắp của bạn sẽ bị cứng đơ, bạn thấy khó thở, bị liệt và cuối cùng... Nhát cắn của loài bạch tuộc này như là kim chích, rất là nhẹ, khi mà bị cắn bạn không thể nào cảm nhận được. Nhưng mà sau khi cắn xong chỉ cần 30 phút là bạn đi gặp ông bà. Cái chết của loài này mang tới rất là bất thình lình, tưởng tượng bạn đang bơi dưới biển hoặc là đi bộ trên bờ biển bị loài này chết không biết, 30 phút sau lăn đùng ra. Đây là loài chim duy nhất trên thế giới có độc, chỉ cần một cái chạm vào nó thôi cũng đủ chết người rồi. Loài chim này có tên là Hooded Periwinkle và lông, da, toàn bộ cơ thể nó chỗ nào cũng có độc. Độc tố trong cơ thể con chim này tới từ nguồn thức ăn của nó chính là loại bọ có độc này. Chất độc đó cũng được tìm thấy trong loài độc da vàng có độc tố có thể giết được 20.000 con chuột cùng một lúc hoặc là 10 người cùng một lúc. Khi chất độc của con chim này vào cơ thể của bạn thì chỉ cần 10 phút là bạn sẽ trở thành dị vãng. Đầu tiên bạn sẽ thấy khó thở, cơ thể cứng đờ và lên cơn tim và cuối cùng... Loài vật này tuy nhỏ nhưng mà ngay cả sư tử còn phải sợ nữa. African Crested Porcupine, nhím lược châu Phi, loài nhím lớn nhất trên thế giới. Những cái gai của con nhím này rất là nguy hiểm nha mọi người. Khi mà nó xuyên vào cơ thể của một nạn nhân nào đó thì nó sẽ bự ra và nó sẽ đi sâu sâu vô cho tới khi nào nó chạm vô những cái cơ quan quan trọng trong cơ thể như là tim, não hay là phổi chẳng hạn. Và khi nó tấn công mình thì nó sẽ chạy lùi lại cho tới khi nào gai đâm vô người mình thôi. Có rất nhiều trường hợp những con sư tử đi săn nhím làm thức ăn mà cuối cùng bị trọng thương. Có một con sư tử có biệt danh là cái ăn thịt người của Dara Johnny. Nó bị trọng thương bởi gai nhím nên không thể nào săn mồi trong hoang dã nữa nên nó tìm tới con người mà giết. Khi người ta cuối cùng khống chế được nó thì người ta phát hiện ra những cái gai nhím xuyên vô mũi của nó gần tới não luôn. Vậy chúng ta có thể nào suy ra rằng những con nhím này là kẻ giết người không trực tiếp không ta? Đây là con manakan kinh dị nhất trên thế giới mà mình từng thấy. Con manakan này có tên là La Pascualita, đã đứng ở trong cửa sổ của một tiệm đồ cưới ở Mexico hơn 80 năm. Điều lạ lùng ở con manakan này là nó nhìn y chang người luôn, mắt, mũi, miệng, tới từng chi tiết. Cư dân mạng lại càng hoảng hốt hơn khi mà phát hiện ra rằng con manakan này nhìn y chang người con gái đã mất của chủ tiệm. Con gái của chủ tiệm có tên là Pascuala cũng chuẩn bị cưới luôn nhưng mà vào ngày cưới lại bị tai nạn và mất. Ngay sau khi cô mất thì trong tiệm đồ cưới có bức tượng con manakan này. Một số người tin rằng một phần xác của cô được dùng để làm con manakan này. Cái điểm mà mình thấy giống nhất ở đây đó là cái bàn tay, mọi người nhìn kỹ đi, rất là nhăn nhó và có cái móng tay còn nhìn thật y chang móng tay người nữa. Tới tận ngày hôm nay thì con manakan này vẫn là một bí ẩn, liệu nó có phải là người con gái đã mất của chủ tiệm hay không. Con cá này chính là ác mộng của biển cả. Đây là Stonefish, tiếng Việt là cá ma quỷ nhưng mà tiếng Anh có nghĩa là cá đá vì thân hình như một cục đá. Đây là loài cá độc nhất trên thế giới. Nếu bạn lỡ đạp vô người của nó thì gai trên lưng nó sẽ tự bung lên đâm vô cơ thể của bạn, kiềm một chất độc cực kỳ mạnh mà nếu không kịp cấp cứu trong vòng 2 tiếng thì sẽ đi gặp ông bà. Chất độc này có tính gây liệt và gây hoại tử. Những người bị dính độc mô tả cơn đau rằng như là có ai đó cầm một cây búa đập vô chân của họ liên tục. Cá mặt quỷ rất là giỏi ngụy trang nên rất là khó để bạn nhìn và phân biệt được nó mà để né. Trong bức hình này có tới 4 con cá mặt quỷ đó, bạn tìm ra được không? Con sư này chính là người sắt của thế giới động vật. Nó có tên là Scalyfoot Gastropod hoặc còn được mệnh danh là The Volcano Snail, ốc sên núi lửa. Loài ốc sên này có biệt danh như vậy vì chúng được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2001 đang vui đùa xung quanh những lỗ thoát khí của núi lửa dưới biển. Thường thường mình ăn ốc mình luộc nước sôi cỡ 100 độ C cho nó chín đúng không mọi người? Mấy con ốc này sống ở môi trường có nhiệt độ lên tới 400 độ C. Để chống chọi lại với môi trường sống khắc nghiệt như vậy thì chúng tự tạo cho mình những cái vỏ bằng sắt. Không có cái loài vật nào trên thế giới mà có thể tự tạo cho mình một cái vỏ để bảo vệ mình bằng sắt cả mọi người. Rồi mấy con ốc này cũng không cần ăn luôn, nó hút chất dinh dưỡng của những con vi khuẩn sống trong cổ của nó. Rồi cuối cùng đây là sinh vật ngoài hành tinh nào đây?
Đây là con quái vật đã từng làm ám ảnh rất là nhiều người. Con cá sấu này có tên là Gustav, dài gần 6 mét và nặng gần 1 tấn và được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt. Với thân hình đồ sộ như vậy, mỗi nhát cắn của nó có lực tương đương với một chiếc xe tông vào bạn. Thực đơn hàng ngày của Gustav là linh dương, đầu bò và hà mã. Nếu mà túng thiếu quá là nó ăn luôn đồng loại của nó. Và tại sao Gustav lại có biệt danh là kẻ giết người hàng loạt? Vì nó đã ăn hơn 300 người. Người dân bản địa cố hạ gục nó bằng cách lấy súng bắn vào người nó, nhưng mà vô tác dụng vì da nó quá dày như là chống đạn luôn rồi đó. Và cuối cùng vào năm 2019, người ta cũng tìm được xác của con cá sấu Gustav, nhưng mà không ai biết là nguyên nhân tại sao nó lại chết. Đây là những điều kỳ lạ mà cơ thể chúng ta đang làm. Cơ thể của chúng ta luôn luôn chết. Cứ 30 giây thì có 15 triệu tế bào trong cơ thể của chúng ta chết đi, và tính theo tốc độ đó thì mỗi ngày có 50 cho tới 70 tỷ tế bào chết. Đồng thời tế bào mới cũng sinh ra rất là nhiều, nên là từ 7 tới 10 năm thì chúng ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Cứ 24 tiếng thì dạ dày chúng ta sẽ tiết ra 2 lít axit, mạnh tới độ có thể hòa tan luôn dao cạo râu. Con người chúng ta ai cũng điếc và mù cả. Nếu chúng ta tập trung với một thứ gì đó với cường độ cao thì cơ thể chúng ta sẽ tạm thời bị điếc và mù với những thứ xung quanh. Não của bạn có thể đang đánh lừa bạn bằng cách tạo ra những ký ức giả đó. Ký ức của chúng ta thường sẽ bị ảnh hưởng bởi những sự kiện đang diễn ra hiện tại. Ví dụ 5 năm trước bạn gặp một người bạn tên là Diễm My ở một buổi tiệc, và hai người nói chuyện rất là vui vẻ với nhau. Bạn có thể suy nghĩ rằng Diễm My là một người keo kiệt bủn xỉn, và não của bạn sẽ lấy thông tin đó và nối với cái ký ức của bạn với Diễm My 5 năm trước ở buổi tiệc đó, làm bạn nghĩ rằng Diễm My ở buổi tiệc đã keo kiệt bủn xỉn rồi. Đây là những người có cân nặng nhiều nhất trên thế giới. Vị trí thứ 5 là Robert Butler, nặng đỉnh điểm là 544kg và anh mất lúc 34 tuổi. Để vận chuyển anh từ nhà cho tới bệnh viện thì phải tốn 7 tiếng, một xe tải, một container hàng nặng, một cái cần cẩu. Vị trí thứ 4 là Juan Pedro, nặng 595kg, nhờ vào phẫu thuật nên đã giảm được 300kg. Vị trí thứ 3 là Manuel Uribe, nặng 597kg. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, anh đã giảm được 200kg, nhưng mà tiếc thay anh đã mất vào năm 2014. Ở vị trí thứ 2, và đây là một trường hợp rất là phi thường, anh nặng 607kg. Do không thể nào rời được nhà của mình trong vòng 2 năm, anh quyết tâm giảm cân. Anh đã giảm thành công 80% trọng lượng cơ thể của mình, bây giờ chỉ còn 68kg mà thôi. Và ở vị trí đầu tiên, John Brower, nặng 635kg. Ông cũng là người giữ kỷ lục vợ chồng có cân nặng khác xa nhau nhất, vì vợ của ông chỉ có 50kg mà thôi. Để chở ông tới bệnh viện phải cần 13 người lính cứu hỏa và một cái phà. Nếu bạn thấy một cái quả bóng bự chà bá cho bồng bềnh trên biển gần bạn thì bạn phải chạy ngay, vì có thể bạn đang gặp nguy hiểm. Người đàn ông chụp bức hình này thấy từ xa, ủa cái gì lạ lạ cho bồng bềnh, lại gần nhìn thì mới biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, vì khi ông ngửi được cái mùi thì ông biết đây là xác của cá voi. Khi cá voi chết thì bên trong cơ thể của chúng phân hủy tạo ra một khí ga, và không có nơi nào thoát ra nên chúng sẽ bị chứa bên trong và phồng ra. Và xác của cá voi khi này như là một cái quả bom bằng thịt nổ chậm. Khi xác cá voi nổ thì mọi thứ bên trong của nó sẽ văng ra với vận tốc 72 km/h, nên nếu mà bạn đứng gần thì có khả năng nó sẽ giết bạn luôn. Còn ai chơi dại đứng trên bụng của nó nổ một phát là văng lên trời luôn. Vào năm 1970 ở bang Oregon của Mỹ, người ta dùng một quả bom để nổ xác của một con cá voi. Người ta làm vậy vì nghĩ rằng nó sẽ nhanh gọn lẹ và sạch sẽ, nhưng mà không. Sau khi nổ xong thì những miếng thịt văng tung tóe giữa những người xung quanh đang xem, và một miếng thịt bự chà bá văng vô một cái xe làm bể luôn cái xe đó. Đây là những hình thức tra tấn kinh dị nhất trong lịch sử loài người. The Brazen Bull, con bò đồng. Vào thời Hy Lạp cổ đại, người ta sẽ đúc những con bò bằng đồng như thế này với một cái cửa. Người bị trừng phạt sẽ bị nhét vào con bò này thông qua cánh cửa này, và con bò này có những cái lỗ để những người xung quanh đi qua nghe được tiếng la hét của người bị nhốt. The Iron Maiden, chinh nữ sắt, là một cái thùng được xây với hình người. Bên trong thùng sẽ là những cái gai. Người bị trừng phạt sẽ đi vô cái thùng này và đóng cửa lại. Kết quả là bạn biết rồi đó. White Torture, ám ảnh trắng. Đây là kiểu tra tấn tâm lý chứ không phải là thể xác. Người bị tra tấn sẽ bị nhốt vào một cái phòng màu trắng như thế này, và không có gì khác ngoài màu trắng. Sau một thời gian, nếu mà họ không khai thì họ sẽ... Và cuối cùng, Hell Confinement, ngồi yên một chỗ. Đây là vừa tra tấn tâm lý mà vừa tra tấn thể xác luôn. Người bị tra tấn sẽ bị cột một chỗ trong một cái phòng không có gì hết, nhỏ xíu xíu xíu, không được ăn, không được đi vệ sinh, không được làm gì hết. Đây là những hình thức tra tấn kinh dị nhất trong lịch sử loài người. Cho chuột ăn, người ta sẽ bỏ con chuột vào một cái thùng này, sau đó người ta sẽ đốt lửa một đầu của cái thùng. Con chuột thấy nóng quá sẽ tìm đường còn lại mà ra, nó sẽ ăn xuyên qua người của bạn để ra luôn. Tiếp theo, cho voi đạp. Cái tên đã nói lên tất cả rồi đúng không mọi người? Người bị trừng phạt sẽ bị quăng vô một đàn voi đang chạy. Tiếp theo là The Head Crusher, máy đè đầu. Người bị phạt sẽ bị để cái đầu dưới đây, và sau đó người ta sẽ dặn cái ốc trên đây dặn xuống cho nó chặt xuống dưới mà thôi. Đây là một cái chết rất là ngọt ngào, cái chết với sữa và mật ong. Người bị phạt sẽ bị chét đầy sữa và mật ong lên người, sau đó bị kẹp vào một cái thuyền trôi trên sông để cho côn trùng tới ăn tới chết mà thôi. Tới bây giờ mình mới biết là chim cánh cụt cũng bán thân của mình nữa nha mọi người. Đây là Idelli Penguin, chim cánh cụt Idelli.
Chúng thường xây tổ bằng những viên sỏi nên sỏi được xem là tiền tệ đối với loài này, và ai có nhiều sỏi nhất là những người gợi cảm nhất. Tới mùa xây tổ thì những con chim cánh cụt cái sẽ đi gạ những con chim cánh cụt đực độc thân và lấy sỏi của nó. Và chúng lấy bằng cách nào? Bằng cách hiến thân của mình. Một số con chim cánh cụt cái đã có gia đình rồi vẫn sẽ đi bán thân của mình để lấy sỏi. Nó sẽ lừa tình những người đàn ông độc thân, canh lúc sơ suất lấy viên sỏi chạy về đưa cho chồng của mình. Mọi người còn nhớ chúng bay MH370 của Mã Lai bị mất tích vào năm 2014 không? Đã có người tìm ra vị trí rơi của nó rồi đó. Đó là một kỹ sư hàng không người Anh tên là Richard Godfrey. Cái vết đỏ này là vị trí chính xác của nó với tọa độ ở đây luôn. Ông công bố rằng nó nằm ở dưới độ sâu 4.000m ở dưới Ấn Độ Dương, và sắp tới đây sẽ có một đoàn thám hiểm đi tìm tung tích của chiếc máy bay này. Có thể cả đời bạn ăn con bọ này mà bạn không biết đó. Loài bọ này có tên là cochineal beetle, hay được dùng làm phẩm màu. Sau khi đun sôi nghiền ra và phơi khô thì chúng ta sẽ có được một loại bột gọi là carmine, và đây chính là phẩm màu đỏ. Nó được dùng trong các loại kẹo màu đỏ mà bạn có thể đã từng ăn, hoặc là tương cà cũng có nè. Thịt khi nhuộm màu đỏ thì người ta cũng dùng cái này. Đối với các bạn nữ thì chúng ta còn có sâu môi màu đỏ nữa, hoặc là các loại thức uống có màu đỏ. Nói chung là những thực phẩm hoặc là những thứ chúng ta dùng trên người mà có màu đỏ là từ con bọ đó mà ra đó. Tỷ phú Elon Musk mới thông báo một tin rất là rộng trời mọi người ơi. Ông hy vọng rằng vào năm 2022 là năm sau đó, ông có thể bắt đầu gắn con chip vào não chúng ta rồi. Dự án gắn chip vào não người của ông có tên là Neuralink. Mục đích ban đầu của con chip này sẽ dùng để chữa bệnh thần kinh và cột sống. Nhưng mà sau này chúng ta có thể dùng con chip đó để điều khiển những thiết bị điện tử từ xa như là máy tính, điện thoại hoặc là TV mà không cần chạm vào nó luôn. Hoặc là bạn cần Google một cái gì đó, suy nghĩ trong đầu sẽ ra liền. Những thí nghiệm ban đầu của con chip này với loài khỉ đã thành công. Người ta gắn con chip vào não con khỉ và cho nó chơi bóng bàn trên máy tính. Bạn biết nó điều khiển bằng gì không? Bằng não của nó đó mọi người. Con người chúng ta làm gì trước khi những phát minh vĩ đại ra đời? Trước khi chung báo thức được phát minh thì bên Anh có một cái nghề gọi là knock up. Người ta sẽ tới nhà của bạn vào buổi sáng, là một cái cây khêu vô cửa sổ hay là một cái vật gì đó thổi vô cửa sổ để đánh thức bạn dậy. Trước khi da cạo râu ra đời thì người ta mài đá hoặc là dùng răng cá sấu để cạo râu. Trước khi cục gôm được phát minh thì người ta dùng bánh mì để tẩy xóa. Trước khi que thử thai được ra đời thì người ta sẽ tiêm nước tiểu của phụ nữ vào chuột để xem người phụ nữ đó có bầu hay không. Cái này là mình thấy kinh dị nhất. Trước khi có tủ lạnh thì người Nga và người Phần Lan bỏ ớt vào trong sữa để cho nó không bị hư. Còn người chúng ta làm gì trước khi những phát minh vĩ đại ra đời? Trước khi nước tẩy ra đời thì người Hy Lạp cổ đại dùng nước tiểu của động vật và con người để tẩy quần áo. Nó phổ biến tới nỗi chính phủ Hy Lạp phải đánh thuế luôn. Trước khi bàn chải đánh răng ra đời thì người Trung Quốc dùng lông heo để đánh răng. Còn vào thời của nữ hoàng Elizabeth bên Anh thì bà không thèm đánh răng luôn. Răng càng đen càng quý stocks. Trước khi đồ cắt móng tay ra đời thì người ta thấy cái gì bén sẽ dùng cái đó để cắt móng tay luôn. Có thể là một cây kéo hoặc là một con dao gọt trái cây. Trước khi máy tính ra đời thì người ta sẽ thuê những người tính toán cực giỏi để làm máy tính. Tối ngày chỉ có ăn rồi tính mà thôi. Tới bây giờ mình mới biết được một cái sự thật rất là đen tối về loài sư tử. Khi con sư tử cái đang rạo rực thì nó có thể làm chuyện ấy 20 cho tới 30 lần một ngày. Và khi con sư tử đực mệt mỏi không muốn làm chuyện ấy với nó nữa thì nó sẽ cắn trái ấy của con sư tử đực cho tới khi nào nó chịu làm thì thôi. Đó giờ mình mới biết rằng búp bê Elsa cũng có thể bị ám đâu mọi người. Cặp vợ chồng này mua con búp bê Elsa cho con của mình chơi. Nó có một cái nút mà nghi ngập, khi nhấn thì sẽ hát bài hát Let It Go ở trong bộ phim Frozen. Mọi chuyện cũng bình thường cho tới khi con búp bê này tự nhiên ngừng hát bài hát Let It Go và bắt đầu nói tiếng Tây Ban Nha. Thậm chí khi mà họ không nhấn cái nút để cho con búp bê hát, nó cũng tự động nó nói tiếng Tây Ban Nha luôn. Gia đình này sợ quá mới quăng nó đi, và ngày hôm sau thấy nó ngồi trong phòng khách. Thế là đợt này họ bỏ nó vô hai cái bao cột thật chặt, bỏ xuống đáy thùng rác, đợi chuẩn bị dục đi thôi. Sau đó họ quên bản đi và họ đi du lịch. Lúc mà họ đi du lịch về thì thấy nó ngồi trước cửa nhà. Và tới bây giờ họ vẫn chưa biết tại sao con búp bê này lại bị ám như vậy. NASA vừa mới công bố một tin cực kỳ quan trọng đối với lịch sử của loài người. Đó là chúng ta cuối cùng đã chạm được tới mặt trời. Chạm ở đây không có nghĩa là chúng ta đã hạ cánh được lên bề mặt của mặt trời, nhưng mà có nghĩa chúng ta đã vào được tầng khí quyển, the corona của mặt trời. Điều này rất là quan trọng đối với con người, vì bây giờ chúng ta có thể trực tiếp lấy dữ liệu và nghiên cứu để hiểu biết thêm về mặt trời. Thông qua đó chúng ta có thể giải thích được những bí ẩn lớn của mặt trời, như là việc tại sao the corona, bầu khí quyển của mặt trời lại nóng hơn là bề mặt của mặt trời, hoặc là sự hình thành của gió mặt trời là cái thứ mà có thể ngăn cản được tín hiệu của công nghệ của con người chúng ta. Đây là một sự thật cực kỳ đen tối về loài rái cá. Có thể bạn thấy hình ảnh dễ thương của loài rái cá nắm tay với nhau tạo thành hình trái tim, nhưng đó chỉ là hình ảnh sống ảo trên mạng xã hội thôi. Còn thực sự ra rái cá là một loài rất là tàn bạo, đặc biệt là khi những con đực làm chuyện ấy với những con cái. Trong lúc làm chuyện ấy với con cái thì con đực sẽ cắn mũi con cái hoặc là dùng cằm của mình đè chặt mặt con cái giữ nó yên một chỗ. Nhiều lúc cắn mạnh bạo quá thì sứt luôn cái mũi của con cái. Trong một số trường hợp khác thì con đực sẽ đè con cái xuống nước như vậy khi mà đang làm chuyện ấy. Nhiều khi đè dữ quá con cái ngộp nước rồi đi gặp ông bà luôn. Và bộ phim kinh dị từ đây bắt đầu, vì con rái cá đực sẽ tiếp tục làm chuyện ấy với con rái cá cái kể cả khi linh hồn của con rái cá cái đã lìa khỏi xác. Vì hành vi hung bạo của loài rái cá trong việc làm chuyện ấy nên là có những đàn rái cá chứ có đực thôi mà không có cái, vì những con cái đã chết hết rồi.
Và khi rái cá được không có ai để làm chuyện ấy thì nó sẽ tìm những loài động vật khác có kích thước tương tự, như là những em bé hải cẩu chẳng hạn. Nó sẽ đè những em bé hải cẩu ra làm chuyện ấy và sau đó sẽ những em bé hải cẩu. Và kể cả khi chỉ còn cái xác thôi thì nó cũng tiếp tục làm chuyện đó luôn. Có một trường hợp ghi nhận một con rái cá làm chuyện đó với một con chó, làm xong nó thủ tiêu con chó luôn. Đây là những chất độc nguy hiểm nhất cho loài người. Đầu tiên là botulinum. Khi chất độc này vào cơ thể của bạn thì cơ thể của bạn sẽ bị cứng đờ lại và bạn sẽ bị chết vì nghẹt thở. Và chỉ cần một hạt cát của chất này thôi cũng có thể giết được 9,600 người. Chất này có thể tự sản sinh ở trong những thực phẩm đóng hộp hoặc là trong mật ong cũng có. Nhưng mà cơ thể của trẻ em và người lớn có thể chống lại được. Chỉ có cơ thể của trẻ sơ sinh là không thể nào loại trừ được chất độc này thôi. Nên là những trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi không nên ăn mật ong. Tiếp theo là cyanide. Một chất độc rất là nổi tiếng được dùng để làm vũ khí sinh học và cũng như là dùng để tra tấn. Khi thâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể của bạn không thể nào hấp thụ được oxy và thế là bạn. Chất độc tiếp theo có tên là ricin, chiết xuất từ hạt của cây thầu dầu. Vào cơ thể sẽ ngăn chặn sự sản xuất của protein và bạn sẽ chết trong vòng 1-3 ngày. Chất độc này rất phổ biến trong giới sát thủ vì tính chất gây chết chậm của nó. Và cuối cùng là destroying angel, thiên sứ hủy diệt, là gia đình nấm độc màu trắng. Sau khi bị trúng độc khoảng 6-24 tiếng thì bạn mới biết rằng mình bị trúng độc. Lúc đó thận và gan của bạn sẽ có dấu hiệu bị hư và nếu mà bạn không chữa trị kịp thì bạn sẽ đi gặp ông bà. Đây là gia đình kỳ lạ nhất trên thế giới mà mình từng biết. Con người chúng ta đi bằng hai chân nhưng mà gia đình này đi bằng bốn chân. Gia đình này sống ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ gồm có 5 anh em. Điều kỳ lạ là ba mẹ của họ không có dị tật gì cả, đều đi lại bình thường. Nhưng mà sinh ra 5 anh em đều đi bằng bốn chân. Lúc mà các nhà khoa học mới phát hiện ra gia đình này vào năm 2005 thì họ rất là bất ngờ và họ nghĩ rằng gia đình này bị tiến hóa ngược. Sau này các nhà khoa học mới phát hiện ra rằng họ bị một hội chứng rất là hiếm và lạ có tên là Unertan syndrome, tạm dịch là hội chứng Unertan. Hội chứng này làm cho họ bị mất cân bằng bẩm sinh, không thể nào đứng dậy như người thường được. Ngoài ra, hội chứng này cũng làm cho họ cảm thấy khó khăn trong việc nói chuyện nên là họ đã sáng tạo ra một ngôn ngữ mới, chỉ có họ mới hiểu với nhau thôi. Và tới tận bây giờ thì các nhà khoa học vẫn không hiểu được tại sao chỉ có gia đình mới bị dính hội chứng này. Đây là những điều sẽ xảy ra sau khi bạn xem xong video này. 250 em bé sẽ được sinh ra, 120 người sẽ qua đời, 180 con cá mập sẽ bị giết, gần 10,000 cây sẽ bị chặt đi. Sấm sét sẽ đánh từ 3,000 cho tới 6,000 lần, con người sẽ thải 2,500 tấn rác, 300,000 tấn băng sẽ tan chảy Nam Cực, 60 triệu tấn vật chất sẽ được phóng ra từ mặt trời, 1,500 ngôi sao sẽ nổ tung và chết đi, thiên thạch sẽ va chạm 10,000 hành tinh, hệ mặt trời của chúng ta sẽ du hành được 1,800 cây số, 20 triệu ngôi sao sẽ được hình thành, 15 ngôi sao sẽ nguội lại, não chúng ta sẽ gửi đi 12,000 tỷ tín hiệu, chúng ta sẽ chớp mắt 15-20 lần, cơ thể chúng ta sẽ sản sinh 120 triệu tế bào máu. Và những thứ mình mới nói cứ như thế mà lặp đi lặp lại. Đây là top 5 những án tù dài nhất trên thế giới. Ở vị trí thứ 5, Rigoberto Hernandez, 7,000 năm tù vì tội xả súng giết người ở Mỹ. Vị trí thứ 4, Pudit, rồi xong cái họ tiếng Thái dài quá mình phải âm không được, 13,275 năm tù ở Thái vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hơn 130 triệu đô, tương đương với 300 tỷ đồng Việt Nam. Vị trí thứ 3, Charles Robinson, đây chỉ là hình ảnh minh họa, 30,000 năm tù ở Mỹ vì tội làm chuyện đồ bại với một bé gái 3 tuổi. Ở vị trí thứ 2 là ba người này, đây là tên của họ cũng quá dài mình không biết phải âm như thế nào luôn. Họ bị kết án 42,924 năm tù vì tội đánh bom liều chết khủng bố ở Madrid, Tây Ban Nha. Đã bị tù chung thân mà còn cười nữa. Và đây là chùm cuối, Chamoy Thibiaso, phá kỷ lục Guinness với 141,078 năm tù vì tội lừa đảo hơn 16,000 người Thái hơn 200 triệu đô, là khoảng hơn 500 tỷ vào năm 1989, lúc đó cũng rất là lớn nha mọi người. Đây là những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Nikka Crystal Cave, hang động pha lê Nikka ở Mexico. Trong hang động này nhiệt độ có thể lên đến 60 độ C, rất là nóng, nhưng mà độ ẩm lúc nào cũng trên 90%, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đổ mồ hôi được. Bạn tưởng tượng là nóng ơi là nóng mà cơ thể không thể nào tiết ra mồ hôi, nên muốn thăm hang động này thì bạn phải mặc một bộ đồ đặc biệt. Tiếp theo là Snake Island, đảo rắn ở Brazil. Ở dưới những cái tán cây xanh này là hơn 4,000 con rắn chờ chực để cắn bạn. Cái đảo này nguy hiểm tới nỗi chính phủ Brazil phải cấm không cho ai vô. Và cuối cùng là Lake Karachay, hồ Karachay ở Nga. Nhìn cái hồ đẹp như vậy thôi nhưng mà bạn chỉ cần ngồi gần bờ hồ khoảng 1 tiếng là đi gặp ông bà liền. Vì hồi xưa Liên bang Xô Viết dùng cái hồ này để xả những cái rác có chất phóng xạ. Bởi vì vậy đây được xem là cái hồ ô nhiễm nhất trên thế giới. Ô nhiễm tới nỗi bạn lại gần hồ mà không có đồ bảo hộ thì xác định đi gặp ông bà. Dê là một loài động vật nhìn dễ thương nhưng mà thường thì không có dễ. Dê là một trong những loài động vật bốn chân duy nhất có thể leo những địa hình cực kỳ hiểm trở, như là loài dê leo cây ở Morocco. Vâng, cái này không phải là Photoshop nha mọi người. Loài dê một khi đã thèm cái gì thì nó sẽ làm mọi cách để lấy thứ đó để ăn. Trong trường hợp này thì cái cây này có một cái loại quả mà nó rất là thích ăn. Đây là những con Alpine Ibex, dê núi Alps. Chúng nó ngày nào cũng leo lên vách đập thủy điện để liếm muối trên thành đập. Và nếu bạn nghĩ loài dê là một loài dê bị ăn hiếp thì bạn phải bước qua sát những con dê núi này. Loài dê núi này có thể lật ngửa những vật có trọng lượng hơn 150kg bằng cái sừng của nó. Đã có những trường hợp nó đi trên đường gặp những con gấu xám và kết quả là nó cho những con gấu xám nó đi gặp ông bà. Và bây giờ mới tới phần biến thái của nó nè mọi người.
Dê rất là thích sàm sỡ con người. Dê rất là thích vị mặn của mồ hôi con người. Đó là lý do tại sao nó hay sàm sỡ những người leo núi, liếm cơ thể của họ. Có một trường hợp nó liếm người leo núi xong hút người ta giăng xuống núi luôn. Đã vậy khi mà lính cứu hộ tới thì nó cũng không cho lại gần. Nó hung dữ tới nỗi mà người ta phải bịt mắt rồi lấy trực thăng kéo nó đi. Đây là những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Đầu tiên chúng ta không thể nào thiếu Bermuda Triangle, tam giác quỷ Bermuda. Tới bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa biết tại sao cái thứ gì vào trong cái tam giác quỷ này đều một đi không trở lại. Lake Natron, hồ Natron ở châu Phi nổi tiếng với việc biến một số động vật thành đá chỉ bằng một cú chạm. Nồng độ kim ở hồ này rất cao nên là nước của hồ rất là độc. Một số động vật không cẩn thận xuống nước thì có thể biến thành đá. Như chú đại bàng xấu số này đây. Tiếp theo là Death Valley, thung lũng chết ở Mỹ, là điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ. Nhiệt độ ban ngày lên đến 55 độ C mà ban đêm rớt xuống chỉ còn âm 23 độ C. Bạn chỉ cần mắc kẹt ở đây 14 tiếng không có nước thì sẽ đi gặp ông bà. Medellin National Park, công viên quốc gia Medellin ở Bolivia. Đây là nhà của những loài động vật độc nhất trên thế giới cũng như là những loài ký sinh trùng cực kỳ nguy hiểm. Bạn chỉ cần có một vết cắt hoặc là một vết thương bị hở thôi cũng có thể ngay lập tức dẫn tới nhiễm trùng cấp tính và tử vong. Danakil Depression, lòng chảo Danakil ở châu Phi, được xem là vùng đất khắc nghiệt nhất trên thế giới với nhiệt độ thường thường ở 62 độ C. Công việc chính của người dân ở đây là đào múa, nhưng mà do đây là nơi giao thoa của ba màn kiến tạo nên thường rất là xảy ra động đất. Có một số trường hợp họ đang đào múa thì động đất những cái mỏm múa nứt ra nuốt chửng các người dân và con lạc đà. Ngoài ra những cái hồ ở đây có vẻ đẹp chết người, nhìn như vậy thôi nhưng mà đừng có nhảy vô nhà mọi người, nhiệt độ có thể lên tới 108 độ C lận. Và buổi tối nó có thể nhìn như thế này. Âm thanh bạn nghe sau đây không phải là của con người mà là một con hải cẩu. Chú hải cẩu này có tên là Hoover, bị mẹ bỏ rơi và được một ông đánh cá giải cứu vào những năm 1970. Sau khi lớn lên thì Hoover được chuyển tới sống ở một công viên nước ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Lúc này thì Hoover bắt đầu nói tiếng người và nghe y chang cái ông chủ mà đã nuôi mình lớn lên luôn. Đây là thứ kinh dị nhất được kéo ra từ cơ thể của con người. Có một người phụ nữ người Nga sáng dậy cảm thấy rất là mệt mỏi nên bà quyết định đi khám bệnh. Bác sĩ khám rất là lâu nhưng mà vẫn không biết nguyên nhân của sự mệt mỏi của bà là gì. Cho tới khi bác sĩ quyết định chụp x-ray cái bụng của bà. Bên trong bụng của bà là một con rắn và họ phải kéo con rắn đó ra từ đường miệng. Con rắn này chui vào bụng của bà trong lúc bà ngủ. Mốt ngủ chắc mình dán mà kêu vô miệng luôn á. Đây có thể được xem là sinh vật bất tử đầu tiên trên thế giới. Loài vật này có tên là tardigrade, tiếng Việt là gấu nước, vì chúng nó hay sống ở trong những môi trường ẩm ướt. Những bé gấu nước này đã sống sót qua những thiên tai lớn nhất trong lịch sử của trái đất. Vụ đầu tiên là khi thiên thạch đâm vào trái đất tiêu diệt tất cả các loài khủng long, các bé gấu nước vẫn sống nhăn răng. Hay là khi con người dùng bom nguyên tử, các bé gấu nước vẫn sống sót. Loài này có thể tồn tại ở những môi trường lạnh nhất trên thế giới như là Nam Cực hoặc là Bắc Cực, cũng như những môi trường có nhiệt độ cao nhất trên thế giới. Bí mật về sự bất tử của chúng nằm ở một trạng thái gọi là cryptobiosis. Khi gặp phải những môi trường cực kỳ khắc nghiệt thì cơ thể của loài gấu nước sẽ rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, biến thành một cái xác nằm đó phó mặc cho trời cho đất. Khi môi trường xung quanh bớt khắc nghiệt đi thì cơ thể của chúng nó sẽ trở lại trạng thái bình thường và chúng nó sẽ tiếp tục sống. Đây là những loài rắn tiền sử khủng long còn phải sợ. Đầu tiên là Gigantopithecus, dài 10m và nặng 500kg, từng sống ở châu Phi và Nam Á. Và đây là hình ảnh mô phỏng một con Gigantopithecus giết một con cá sấu. Và đây là chùm cuối, Titanoboa, dài 15m và nặng 1 tấn, được phát hiện ở Nam Mỹ. Và đây là kích thước của nó được so sánh với một chiếc xe buýt lớn. Lực xiết của Titanoboa tương đương với 1,5 lần trọng lượng của chiếc cầu Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Với sức mạnh như vậy thì Titanoboa hoàn toàn có thể ăn sáng bằng khủng long. Đây là hòn đảo được xem là ám ảnh nhất trên thế giới. Hòn đảo này có tên là La Isla de las Muñecas, đảo búp bê ở Mexico. Mọi chuyện bắt đầu khi mà một người đàn ông tên là Don Julian tới hòn đảo này và phát hiện cơ thể đã qua đời của một bé gái ở dưới một khe suối. Từ lúc đó cho đi thì ông bắt đầu treo những con búp bê xung quanh đảo. Nhiều người cho rằng ông bị linh hồn của cô bé này ám nên phải treo những con búp bê xung quanh đảo để làm nguôi đi cơn giận của cô bé. Vào năm 2001 thì gia đình của ông hoàn toàn không liên lạc được với ông, thế là họ bắt đầu lo lắng cùng chính quyền đi tìm ông. Và cuối cùng họ tìm thấy cơ thể của ông ngay chính khe suối nơi mà ông tìm thấy cơ thể của cô bé. Đây là quốc gia an toàn nhất bạn có thể tới sống khi mà chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Đó chính là quốc gia Thụy Sĩ ở châu Âu. Nhìn Thụy Sĩ có vẻ yên bình vậy thôi nhưng mà toàn bộ quốc gia này là một cái pháo đài rất là vững chắc với toàn bom và mìn. Những chiếc cầu dẫn vào Thụy Sĩ được cài bom tự động. Khi mà chiến tranh xảy ra thì nó sẽ tự nổ làm tắt đường của những kẻ muốn xâm lược. Và những dãy núi ở Thụy Sĩ cũng có bom tự động luôn. Khi mà chiến tranh xảy ra thì chính phủ Thụy Sĩ sẽ làm nổ những cái dãy núi này làm sạt lở đất, chặn đường vào của địch. Và ở toàn Thụy Sĩ có hơn 3.000 điểm nổ như vậy. Đồng thời thì quân Thụy Sĩ cũng sẽ rút vào những cái dãy núi Alper cực kỳ hiểm trở này để chiến đấu. Ở đây họ đã xây sẵn hơn 20.000 hầm trú ẩn cho binh lính. Ngoài ra trên mặt đất thì họ cũng xây những chiếc nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để ngụy trang cho những cây súng phòng không phòng pháo như vậy. Và chính phủ Thụy Sĩ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hầm sinh sống chống bom
nhân cho toàn bộ dân số Thụy Sĩ phòng trường hợp kẻ địch thả bom hạt nhân vào nước này. Một số người cho rằng khi mà chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra thì những người còn sống sót sẽ là những lãnh đạo của những quốc gia hùng mạnh, những con gián vì chúng có thể chịu được phóng xạ từ bom hạt nhân, và 8,4 triệu người dân Thụy Sĩ. Cậu bé Triều Tiên này liều mình xem bộ phim Squid Game và phải trả một cái giá rất là đắt. Vào cuối năm 2021 thì một cậu bé học cấp 3 Triều Tiên bị tử hình vì tội tàn trữ và xem trái phép bộ phim Squid Game của Hàn Quốc. Cậu bé này và một số người bạn khác bị phát hiện khi xem bộ phim Squid Game và chia sẻ cho những người khác bằng một cái USB. 6 người mua bộ phim từ cậu học sinh này bị gửi đi trại tập trung lao động cực khổ trong vòng 5 năm. Giáo viên của lớp bị cắt chức và mất tích luôn. Người giúp cậu bé phát tán bộ phim bị tù chung thân. Còn cậu học sinh thì bị tử hình y chang cách những người chơi bị tử hình trong phim. Đây là những khu vực cấm bạn không thể nào tới, bí ẩn nhất trên thế giới. The Doomsday Vault, hầm chống tận thế nằm ở Na Uy. Đây là ngân hàng dự trữ hạt lớn nhất trên thế giới, được xây dựng để giúp con người sống sót vào những ngày tận thế khi mà lương thực bị xóa sạch. The Tomb of Qin Shi Huang, mộ của Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc. 7.000 binh lính Đức Xét được đặt trong mộ với mục đích bảo vệ linh hồn của Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Quốc. Pavilia Island, đảo Pavilia ở Ý, nhìn đẹp vậy thôi nhưng thực sự ra hồi xưa được dùng để giam cầm hàng ngàn người bị bệnh dịch để cho nó không phát tán. Truyền thuyết cho rằng 50% đất trên đảo này là cơ thể con người. Đây là những loài động vật nín thở lâu nhất trên thế giới. Đầu tiên là con người, cụ bắp nhất chỉ nín thở được từ 1 tới 2 phút thôi, kỷ lục tối đa là 4 phút, còn hơn 4 phút thì tùy nhân phẩm mới có thể đi gặp ông bà tổ tiên hay không. Tiếp theo là loài hà mã có thể nín thở dưới nước cỡ khoảng 5 phút. Theo đó là loài cá heo từ 8 tới 10 phút. Cá heo luôn phải ngủ với một mắt mở để canh chừng kẻ địch và hết oxy thì trồi lên mà thở. Sư tử biển và chim cánh cụt thì lặn dưới nước được khoảng 20 phút. Cái loài tiếp theo mà đánh bại hai con này mình cũng không ngờ tới luôn. Đó là con lười, nó có thể ở dưới nước được 40 phút. Rồi chưa kể ở dưới nước thì nó sẽ nhanh gấp 3 lần ở trên cạn. Mình cũng không hiểu tại sao. Cá nhà táng hoặc còn gọi là cá voi nhà táng nín thở dưới nước được khoảng 90 phút. Kỷ lục là 120 phút, là cỡ 2 tiếng khi mà nó phải lặn xuống sâu để tìm thức ăn. Vị trí kế cuối là rùa biển có thể dưới nước từ 4 cho tới 7 tiếng. Và đây chính là nhà vô địch, nhện Vovoliniada có thể dưới nước cho tới 40 tiếng. Nên nếu bạn sợ nhện mà gặp con nhện này thì bạn phải đập cho nó dẹp lép luôn, chứ đừng bao giờ bỏ nó xuống bồn cầu rồi dội nước vì nó cũng sẽ trồi lên ám ảnh bạn tiếp thôi. Người đàn ông này được trả tiền để không phải làm gì cả. Đây là Morimoto, 36 tuổi, người Nhật, và anh có biệt danh là The Man Who Does Nothing, người đàn ông không phải làm gì cả. Morimoto tốt nghiệp thạc sĩ vật lý ở đại học danh giá Osaka và sau đó làm biên tập viên ở một nhà xuất bản. Vì bị sếp đi và mắng dữ quá nên vào năm 2017 anh quyết định nghỉ việc và trở thành một người không làm gì. Khi bạn thuê Morimoto thì anh sẽ có mặt với bạn không làm gì cả mà chỉ là một người bạn đồng hành với bạn thôi. Thường người ta sẽ thuê anh để tâm sự chuyện đời hoặc là đi tới những bữa tiệc. Anh sẽ không làm gì cả ngoài việc lắng nghe và trả lời những câu rất là ngắn thôi. Mỗi lần thuê Morimoto thì bạn sẽ tốn khoảng 100 đô là hơn 2 triệu tiền Việt và mỗi ngày anh chỉ tiếp 3 khách. Từ lúc mới bắt đầu tới giờ thì anh đã tiếp nhận được hơn 3.000 khách. Người đàn bà này chính là phiên bản công chúa ngủ trong rừng đời thực. Đây là Carolina Olsen và bà được mệnh danh là The Sleeping Beauty of Okno, công chúa ngủ trong rừng trên hòn đảo Okno ở Thụy Điển. Bà đi ngủ vào lúc 14 tuổi và không tỉnh dậy cho tới khi mình 32 tuổi là 18 năm sau. Một ngày đẹp trời, Carolina đi dạo và bị té xuống một hồ băng. Bà về nhà với một cơn nhức đầu và đau răng cực kỳ dữ dội. Mẹ của cô nghĩ rằng cô bị phù thủy ám bùa vì hồi xưa vào năm 1876 ở khu vực này thì mê tín dị đoan vẫn còn rất là phổ biến. Họ bảo với cô rằng đi ngủ đi rồi mai tính, và thế là cô đi ngủ rồi từ đó cô không tỉnh dậy luôn. Và chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ đây. Bác sĩ tới khám thường xuyên và phát hiện rằng mặc dù cô ngủ lâu như vậy mấy chục năm luôn nhưng mà tóc và móng tay không mọc, cứ bình thường như vậy thôi. Đối với những người bị liệt nằm một chỗ thì cơ tay cơ chân sẽ từ từ bị teo lại, nhưng mà đối với Carolina thì chuyện đó không hề xảy ra. Cơ thể cô rất là bình thường và khỏe mạnh. Cho tới một ngày đẹp trời vào năm 1908 thì cô bắt đầu tỉnh dậy và gia đình cô tới gặp cô. Carolina bàng hoàng không nhận ra người anh trai đã lớn của mình vì cô vẫn nghĩ mình còn 14 tuổi, nhưng mà thực sự ra bây giờ bà đã 32 tuổi. Đây là những cách điên rồ nhất mà người ta dùng để không phải đi tù. Alan Knight tới từ nước Anh ăn cắp 40.000 bảng đô khoảng 1,2 tỷ đồng Việt Nam từ một cụ già bị mất trí nhớ. Sau đó ông giả vờ bị bệnh liệt giường hôn mê để không bị bắt. Trong lúc hôn mê thì ông bị phát hiện đang đi mua sắm thông qua một chiếc camera một siêu thị. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ nên là truy cập vào máy tính của vợ ông và phát hiện những bức hình đang đi nghỉ dưỡng trong khi ông đang hôn mê. Thế là thay vì đi 2 năm tù thì ông bị thêm 2 năm nữa vì tội lừa đảo cơ quan chức năng. Tiếp theo là một người phụ nữ tên là Kimberly Drew tới từ bang Iowa của Mỹ. Bà bị cảnh sát giao thông bắt và phải đóng phạt. Thay vì đi đóng phạt thì bà dàn cảnh mình qua đời do tai nạn giao thông. Bà còn mạo danh mẹ của mình đăng cáo phó của mình lên tờ báo địa phương luôn. Sau khi bị phát hiện ra thì thay vì đóng 500 đô tiền phạt thì bà đi bốc lịch 5 năm. Và cuối cùng là một người đàn ông ở Trung Quốc gây gỗ với chú của mình, nóng tính quá nên ám sát chú mình luôn. Sau đó ông đổi tên thành Wang Quầy và giả là một người ăn xin câm điếc trong vòng 12 năm. Cuối cùng ông cũng bị bắt và trong lúc hỏi cung người ta hỏi rằng tại sao ông giả dạng làm ăn xin trong suốt 12 năm qua. Ông mở miệng ra để trả lời nhưng mà cả ông và cảnh sát đều bất ngờ vì ông không thể nào nói được nữa vì trong vòng 12 năm qua ông không sử dụng tới thanh quản của mình. Lúc đầu giả câm nhưng mà sau đó thành câm thiệt luôn. Đây là cái hồ đã cướp đi mạng sống của 1.700 người trong vòng một đêm. Lake Nyos,
hồ Nias ở châu Phi, cứ vài trăm năm sẽ có một thảm họa thiên nhiên xảy ra ở đây. Dưới đáy hồ Nias đầy khí CO2 từ hoạt động của núi lửa và sự phân hủy của vật chất hữu cơ. Khí CO2 cứ thế mà tích tụ ở dưới đáy từ ngày này qua ngày kia cho tới khi nó quá đầy mà không tích tụ được nữa thì nó sẽ nổ lên mặt hồ và nổ một cái đùng, tạo ra một cơn sóng thần dài 25 mét. Cộng vào đó là một luồng khí CO2 từ dưới đáy tràn lên như là mây. Hiện tượng phun trào đó tiếng Anh gọi là limnic eruption, phun trào CO2. Vào năm 1986 thì một vụ nổ CO2 xảy ra và cái khói CO2 này lan tới những ngôi làng lân cận. Khi đám mây CO2 này trên mặt đất thì nó sẽ đẩy khí oxy lên trời và những người dân trong làng bị ngộ độc CO2 mà tử vong. Vụ nổ cướp đi 1746 sinh mạng cùng 3500 thú gia cầm và những người dân trong bán kính 25 cây số của hồ cũng bị ảnh hưởng. Đây là câu chuyện về thí nghiệm giết ngủ của Nga, thí nghiệm tàn độc tạo ra một con quỷ. Vào những năm 1940, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô Nga chế tạo ra một chất có thể giúp binh lính chiến đấu tỉnh táo trên chiến trường trong một thời gian dài. Thế là chính phủ quyết định thí nghiệm chất này trên 5 tù nhân chiến tranh. Họ được đặt vào một căn phòng rộng rãi, trong đó có tất cả những gì họ cần như là sách vở, một nơi nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và lương thực để ăn. Được làm tất cả những gì họ muốn trừ một thứ: ngủ. Phòng này dù rộng rãi nhưng mà khép kín, khí oxy sẽ được bơm vào liên tục để cho họ thở, nhưng mà đồng thời cái chất được thí nghiệm cũng sẽ được bơm vào với dạng khí ga để cho họ thở luôn. 4 ngày đầu tiên thì họ nói chuyện bình thường, họ kể với nhau những câu chuyện về chiến tranh và gia đình. Nhưng mà tới ngày thứ 5 thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Họ ngưng nói chuyện với nhau và bắt đầu lẩm bẩm với bản thân. Ngày thứ 9, các nhà nghiên cứu nói với những cá thể được thí nghiệm rằng họ sẽ được tự do nếu mà họ vâng lời. Nhưng có một giọng nói từ trong phòng phát ra: chúng tôi không muốn được tự do. Ngày thứ 15 họ vào kiểm tra thì thấy một cá thể đã qua đời, còn 4 cá thể còn lại tự cấu xé và ăn chính bản thân của mình. Sau nhiều lần chống cự thì chỉ còn một cá thể còn sống. Ông mỉm cười và nói: tụi bay quên bọn ta dễ vậy ư? Bọn ta chính là tụi bay đó, là sự điên cuồng luôn ẩn khuất trong tụi bay. Bọn ta là thứ mà tụi bay luôn tìm cách trốn tránh trong giấc ngủ. Đây là những người có tài năng lạ lùng nhất trên thế giới. Đầu tiên là cụ Thái Ngọc, hiện 76 tuổi ở Việt Nam. Cụ bị một chứng bệnh làm cho mình không thể nào ngủ được. Nhưng điều kỳ lạ đây là cụ tương đối khỏe mạnh. Hiện tại cụ đã mất ngủ hơn 40 năm, là khoảng hơn 12.000 đêm. Tiếp theo là Elizabeth Salter với một hội chứng kỳ lạ tên là synesthesia, cảm giác kèm. Có nghĩa là các giác quan trong cơ thể của cô hoạt động lẫn lộn với nhau, làm cho Elizabeth có thể thấy và nếm được âm nhạc. Đứng vị trí cái cuối là người phụ nữ giấu tên, có biệt danh là The Fearless Woman, người phụ nữ không biết sợ là gì. Cô bị một chứng bệnh kỳ quái làm cho amygdala, bộ phận trong não điều khiển nỗi sợ, hoàn toàn biến mất. Cô kể một câu chuyện về một lần mình bị kẻ cướp kề dao vào cổ một công viên. Thay vì hoảng sợ thì cô vứt con dao đó đi và nói với kẻ cướp rằng: hãy bước qua xác của thiên thần hộ vệ của chị đi rồi tính nha cưng. Thế là kẻ cướp đó công đích mà chạy. Dean Karnazes, người đàn ông chạy không bao giờ ngừng. Có một điều kỳ lạ xảy ra trong cơ bắp của ông làm cho ông chạy hoài mà không biết mệt. Ông đã từng tham gia 50 cuộc chạy đua marathon trong vòng 50 ngày liên tiếp không ngừng không nghỉ. Người đột biến là có thật nha mọi người. Đây chính là bộ tộc Sherpa, đã sống hơn 6.000 năm trên dãy núi Himalaya, được mệnh danh là những người leo núi cừ khô nhất trên thế giới. Người Sherpa thường dẫn các nhà thám hiểm hoặc dân leo núi chuyên nghiệp lên nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest. Đây là một người Sherpa tên Tenzing Norgay, người đầu tiên chạm đỉnh Everest. Đối với những người sống ở độ cao thấp thì từ 2.500m trở lên, chúng ta sẽ gặp những triệu chứng như là đau đầu, kén ăn hoặc là khó ngủ. Nghiêm trọng hơn sẽ là phù não, phù phổi do thiếu oxy dẫn tới tử vong. Cơ thể của người Sherpa thì sẽ khác với cơ thể người thường vì họ đã sống ở độ cao 4.500m trở lên hơn cả nghìn năm. Nếu bạn đã từng đi những vùng núi cao thì mình cá chắc bạn đã từng trải qua cảm giác khó thở vì oxy trên những vùng cao rất là loãng. Cơ thể của người Sherpa đã đột biến gen làm cho họ có thể tận dụng oxy một cách tốt nhất. Ngoài ra, người Sherpa còn có thể sản sinh ra nhiều năng lượng hơn trong trường hợp không hề có oxy.